Vô đi. Dạ, bánh của anh. Dạ, tôi xin phép. Khoan đã. Có khi nào anh ta bắt mình thắt giùm không trời? Tôi sắp sửa đi gặp đối tác. Đây là một số cà vạt tôi tương đối yêu thích. Tôi đang phân vân. Cô có thể chọn dùm tôi một cái cà vạt mà thắt vô thì thấy sang trọng, lịch sự và đặc biệt tạo được niềm tin đối với đối tác. À, dạ. Cái này đi. Tôi thấy không hợp. Cái khác đi. Cái này có vẻ được nè. Có vẻ. Tại sao là có vẻ? Phải chắc chắn chứ. Vậy cái này chắc chắn là hợp với bộ vest của anh nè. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. Vậy thắt cho tôi đi. Biết ngay mà. Dạ. Tại sao phải né? Tôi có đi khám định kỳ, không lây nhiễm virus đâu. Tay thắt chuyên nghiệp như vậy, chắc hay thắt cravat cho người khác lắm hả? À, xin lỗi nha. Tại vì tôi không có quen thắt cho lắm. Bình thường không có thắt cho ai hết. À, xong rồi nè. Anh nhét cái này vô áo đi. Cô thắt hay lắm. Vậy là bây giờ tôi để vậy. Tôi nhét kiểu vậy hả? Thì tôi đã nói là tôi không có quen thắt mà. Thôi, tôi xin phép. Khoan đã. Chuẩn bị đi. Sắp gặp đối tác rồi đó. Nhưng mà chưa tới giờ mà. Thì mình thà tới sớm còn hơn tới trễ. Với lại tôi còn mắc công sửa lại cà vạt nữa nè. Lẹ đi. Dạ, để tôi chuẩn bị. Ủa, sao tự nhiên tới đây vậy? Đáng lẽ là hẹn gặp đối tác ở nhà hàng mới đúng chứ. Tìm cho cô một bộ đồ phù hợp. Bộ đồ này tôi mặc cũng lịch sự đàng hoàng chứ có gì đâu. Nguyên tắc thứ ba của một người trợ lý: ăn mặc phải gọn gàng, lịch sự mềm mại. Ăn mặc như cô cứng ngắc. Giống như tôi vậy nè. Cô thấy tôi ra đường không? Lúc nào mặc vest, đi chơi mặc vest. Không phải mặc vest để đẹp đâu. Tại vì sao? Người đẹp trai như tôi mặc cái gì mà chẳng được. Nhưng tôi có thể bất kỳ lúc nào đi họp. Cho nên tâm lý tôi phải là sẵn sàng. Tôi với cô là người đại diện cho công ty. Ra đường ăn mặc phải chỉnh chu, đẹp và sang trọng, hiểu chưa? Ở trên đây bác xin chào, anh chị cần gì ạ? Em có thể tìm giúp chị này một vài bộ đồ phù hợp với chị được không? Tôi biết cô không phải là một người thích phô trương, nhưng là một thư ký, trợ lý, đặc biệt là nữ, ăn mặc phải sang trọng, mềm mại chút, mặc đi cứng ngắc. Cô xem thử đi.
đồ ở đây mắc quá à. Hay là mình đi chỗ khác giá hợp lý hơn được không? Tôi không còn thời gian nữa. Giá trị bộ đồ có quan trọng hay không, làm sao quan trọng bằng giá trị hợp đồng sắp tới. Cô không cần phải tính toán giá trị bộ đồ đâu. Tôi là người kinh doanh, tôi sẽ không để mình lỗ đâu. Em giúp chị đi. Dạ, mà chị đi theo em ạ. Hồi nãy giờ tôi mặc bộ nào anh cũng không chịu hết là sao? Cô nghĩ sao mấy bộ trước tôi không chịu mà bộ này tôi lại chịu? Nhưng mà bộ này tôi thấy mặc vô lịch sự nhất, sang trọng, rồi nó phù hợp với tôi, miễn tôi cảm thấy thoải mái tự tin là được chứ gì. Thôi tôi quyết rồi, bây giờ tôi không cần anh quyết nữa, tôi quyết luôn, tôi chọn bộ này. Chưa. Chưa có gì nữa. Còn nó vậy nữa kìa. Vậy cũng phải thay nữa. Tôi thấy là anh cầu kỳ thái quá rồi đó. Đây không phải là cầu kỳ, đây là sự phối hợp và đa năng. Cô có thể mặc một bộ đồ nhưng đi được khắp mọi nơi. Thôi được rồi, tôi năn nỉ. Cô thay giày đi, ngồi xuống nha. Tôi chưa bao giờ thấy ai đơn giản mà lại xinh đẹp như cô vậy đó. Tâm lý cô ổn định không vậy? Tự nhiên đứng cười mình là sao? Thay lại đi, trễ giờ rồi. Nè, có phải cô đang suy nghĩ trong đầu? Tôi sẽ quỳ một chân xuống rồi mang giày cho cô và khen cô là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, đúng không? Làm gì có, tôi đâu nghĩ gì đâu. Có thật sự trong đầu cô không nghĩ gì không? Thôi khỏi, khỏi chối, khỏi giấu nữa. Mọi sự biểu cảm đều thể hiện trên gương mặt của cô rồi. Nghe tôi nói nè, mơ mộng để lại sau. Bây giờ phải đi họp và bớt xem phim ngôn tình lại nha. Đi nhanh lên, trễ giờ rồi. Anh xin lỗi em, trước giờ anh chỉ xem em là... Thôi được rồi. Nhìn ngang ngô như vậy mà coi bộ cũng có chứng kiến ghê ta. Đàn ông phải vậy chứ. Dì Tư. Ôi, hôm nay dì Tư làm món gì mà nhiều màu sắc quá vậy? Rau câu thôi con. Rau câu làm vậy hả? Hay quá vậy, để cho con phụ với. Chà, nay sao con gái của mẹ xiên đột xuất vậy ta? Bình thường có năng nỉ cỡ nào đi chăng nữa, con cũng đâu có chịu đụng vô chuyện bếp núc đâu. Mẹ này, thì trước giờ mẹ năng nỉ quá nên bây giờ con mới làm nè. Con không làm mẹ cũng nói, mà con làm mẹ cũng nói nữa. Dì thấy á, mấy người mà có tình yêu nha hay yêu đời lắm đó. Ơ trời. Cái gì? Con có người yêu thiệt hả? Sao không thấy dẫn về ra mắt ba mẹ gì hết trơn vậy? Mẹ đừng có nghe lời dì Tư nói, dì Tư chọc con đó. Dì Tư này chọc con không à. Thôi dì Tư đi ra ngoài mua trái cây đi, để đây con làm cho. Mẹ không có tin lời dì Tư nha. Con nói cho mẹ biết á,
con gái út của mẹ vẫn là một quyết cô độc thân dạng người mê. Mẹ biết không, bây giờ ế đang là xu thế chứ bộ. Mẹ không biết gì hết trơn á. Nhưng mà con yêu ai cũng phải nhắm người môn đăng hộ đối rồi nha. Ít ra thì cũng phải có tài và làm được việc lớn giống như anh rể con vậy đó. Như vậy thì mới gánh được gia nghiệp chứ. Mẹ này kỳ quá, thời buổi này thời buổi gì rồi mà còn môn đăng hộ đối nữa. Yêu á là chỉ cần tìm cái người nào mà biết yêu mình nè, rồi có chí hướng này, biết cố gắng vì mình nữa, thương mình. Còn gì môn đăng hộ đối. Thôi, con đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nay thích cái này, mai thích cái kia. Tối ngày chỉ lo ăn cái gì cho ngon, mặc cái gì cho đẹp. Thì con nghĩ thử coi, bây giờ con lấy một người nghèo khổ á, liệu con có chịu nổi không? Con mệt mẻ quá, không hiểu sao ba có thể nói chuyện được với mẹ nữa. Nói chung là con lớn rồi, con sẽ tự biết tìm được ai đó mà phù hợp với mình. Mẹ không cần phải lo cho con đâu. Con nói thì hay lắm. Nếu mà con tự lo được cho mình á, thì mẹ đâu phải chăm chăm ngày nào cũng phải lo lắng cho con vậy. Ôi mẹ không lo cho con thử đi, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy mà. Nè, không bây giờ mẹ đi lên đi, để đây. Con sẽ lo hết cái bữa rau câu này cho mẹ ăn. Gì vậy? Bữa nay mày đặt đuổi mẹ đi nữa hả? Đi lên đi mẹ, yên tâm đi, mẹ tin ở con đi. Được rồi, làm cho ngon đó nha. Yes sir madam. Chết, mẹ dì Tư đi hết trơn rồi, chứ ai chỉ mình làm hết. Không sao, Tú Quyên thông minh. Ly này là ảnh chúc cho dự án của mình đã thành công viên mãn. Dạ, đây là hợp đồng đầu tiên có sự góp mặt của em, nên em xin phép được mời hai anh Ly này ạ. Rồi, vậy thì anh chúc cho em có khởi đầu tốt đẹp. Em cảm ơn anh. Cảm ơn. Trong cái hợp đồng của mình á, nó có nhiều cái sai sót. Anh cảm ơn em đã giúp cho anh chỉnh sửa nha. Không có gì đâu anh. Có nhiều chuyện sai sót mình không muốn, nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Anh yên tâm, em làm việc nguyên tắc là tôn trọng sự hợp tác của song phương, đôi bên cùng có lợi, chứ không phải là lợi dụng cái sai sót của người ta để mà đem về cái lợi ích cho mình. Cảm ơn em. Thôi, đi về. Thật ra anh rất là yên tâm lựa chọn Minh Quang làm đối tác bấy lâu nay. Cảm ơn anh. Ok, anh về nha. Cảm ơn tụi em. Dạ. Yeah. Sao mà trong thời gian ngắn như vậy anh có thể phát hiện sai sót trong bản hợp đồng hay quá vậy? Mấy cái chuyện đơn giản thôi. Với một người sinh ra có đầu óc siêu trí tuệ và cặp mắt quan sát siêu đẳng như tôi, mấy chuyện rất bình thường. Không biết chừng nào tôi mới có thể tin tưởng được như anh ha. Anh có bí quyết gì không? Chỉ với tôi với. Cũng được, nhưng mà đâu đơn giản như vậy. Tôi cất công đi du học về, với lại trải qua thi biết bao nhiêu cái bằng, tích lũy vốn sống cho mình. Bây giờ nó chỉ cho cô khơi khơi đâu có chỉ được. Ít ra cô phải có cái gì cho tôi chứ. Tôi hả? Bây giờ để coi. Trong túi của tôi á, chỉ có mỗi cái này là đáng giá nhất thôi. Cô tự tôi con nít hả? Trao đổi cho tôi cái này. Nè, anh đừng có tưởng bở nha. Cái này là do chính tay tôi làm. Trên nguyên cái trái đất này á, độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai đâu. Wow. Nhìn kỹ xấu quắc. Vậy không sao, được. Tôi ghi nhận vì đây là sức lao động của cô. Cái này tôi nói nhỏ, nói một lần thôi, lắng nghe cho kỹ nha. Khi cô muốn thương thảo hợp đồng, chỉ cần nhìn vào những thứ quan trọng. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là điều khoản, thời hạn ký, số lượng sản phẩm ký, và có chi tiết là điều kiện bồi thường. Nói chung là cô chỉ cần quan tâm phần lợi và phần hại thuộc bên mình. Còn những cái tiểu tiết xung quanh hợp đồng
Cái đó không sao. Mình nhìn riết rồi mình quen là mình nhớ thôi. Hiểu chưa? Nếu nói vậy, cái này chỉ cần quen việc chứ đâu có cần mình phải có đầu óc thông minh như anh hả? Cái này là tôi nói cho cô. Vì sao? Vì cô cần biết là cô đang làm với một người sếp có đầu óc siêu việt như tôi. Còn tính chất công việc chỉ cần siêng năng, cần cù vậy là được. Còn tố chất, cái đó chỉ cần mình bổ sung sau. Are you okay? Okay. Yeah. Nè, anh về được không vậy? Ý là cô nói tôi đang say hả? Cô nhìn thấy ai đang say mà đi hàng thẳng không? Cửa hướng này. Wow, wow, wow. Anh đi được không vậy hả? Tôi đi được. Có cần xô mạnh gì không? Trời ơi, ủa kiếp trước tôi mắc nợ không hả ông nội? Kiếp này đi ăn nhậu cho đã rồi bắt tôi tới đây hốt về làm sao? À, kiếp trước tôi giết cả nhà ổng nè, không là có gian tình gì với ổng mà mắc nợ ổng như vậy nè. Không, tôi không thể nào kiếp trước có gian tình với một cái người biến thái bệnh hoạn như vậy được hết á. Tôi mà có gian tình để mắc nợ là tôi mắc nợ cái người mà gọi điện thoại kêu tôi tới đây nè. Cái người gì mà mắc nợ mà trả hoài trả ổng hết, trả năm này qua tháng nọ không biết kiếp này tôi trả hết hôn nữa. Tôi tới mà tôi tức á, tôi tức mà tôi nói không được luôn á. Trời ơi, từ từ anh làm cái gì vậy? Đi về xong rồi. Ông lớn rồi để ông tự lo đi. Về. Ê, nói từ từ. Để em cởi giày ra cho ảnh cái đã. Trời ơi, hầu tới mức đó luôn hả? Như con vậy trời. Chứ mất công rồi hả? Ông quơ tới quơ lui dơ cái nệm của người ta. Cô giỏi lắm. Cô dễ thương và cô thông minh. Chỉ cần cô chịu khó học hỏi, tôi tin cô sẽ thành công. Ôi, con nói được em ơi, vậy là chưa chết đâu. Cởi giày xong rồi, về đi. Ken nó đợi em ở nhà, em hiểu không vậy? Khoan, đắp mền lại cho anh đàng hoàng chứ, mới lạnh rồi lát nhiều khi trúng gió rồi sao? Trời ơi, đi ra, anh làm cho. Đắp mền, đắp, đắp cho ơi, chết luôn. Ngợp làm sao? Thôi thôi, kê lên cho nằm đàng hoàng đi. 2, 3. Rồi, vậy được chưa? Rồi đó, xong rồi đó. Cô dễ thương. Giờ cô nó gặp thầm rồi. Rồi đi về đi, chừng giờ cái gì nữa, thằng Ken nó đang đợi em ở nhà đó. Đi về, nhanh lên. Anh đừng có tưởng bở nha, cái này là do chính tay tôi làm. Trên nguyên cái trái đất này á, độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai đâu. Bị gì vậy ta? Kinh, 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 kinh. Đi cho lẹ. Cái gì vậy? Con gái phóng hàng rào là sao? Gì vậy? Anh ơi,
vậy? Nói mẹ. Con bé này, anh có bị gì không vợ? Bị gì là bị gì? Tâm lý anh ổn không? Ổn mà. Tâm lý anh đang vui mà. Thì công việc thuận lợi thì anh vui thôi. Em biết rồi đó, con người của anh lúc nào cũng lấy công việc làm niềm vui hết á. Không, anh đừng đừng dối trá ngụy biện như vậy. Anh lạ lắm, em chưa bao giờ thấy anh như vậy luôn á. Anh nói em nghe đi, công việc anh căng thẳng đúng không? Hay là anh có vấn đề gì hả? Hay anh bị stress mà ảnh hưởng tâm lý của anh vợ? Tâm lý anh sao? Hôm qua em vừa mới gặp chị Ngọc á. Chị Ngọc nói với em hết rồi. Chị nói với em là hả, dạo này anh lúc nào cũng bận rộn, gặp chị thì lơ lơ lửng lửng như người ở trên mây vậy đó, không bao giờ chịu tập trung với vấn đề gì hết. Anh có cái gì thì anh nói, em sẽ bên cạnh đồng hành cùng anh. Chứ anh đừng để công việc áp lực quá rồi quên luôn chuyện tình cảm, rồi ảnh hưởng vấn đề tâm lý, rồi không có cưới vợ được nha anh. Nhà có mỗi mình anh là con trai á. Cưới vợ nô không có chị dâu lắm đâu phải không? Trời ơi, chứ sao nữa. Nếu mà anh có vợ hả, sẽ có con, đến lúc đó em sẽ trở thành cô Út. Ừ, nghe hoài không? Nghe hoài đúng không? Cô Út Tú Quyên. Lúc đó cả nhà sẽ không có còn ai nói em là con bé lúc nào cũng lấu tấu chạy rực nữa. Lúc này sẽ trở thành một người trưởng thành. Yên tâm đi, rồi tới ngày đó em sẽ có trái ấm bồng nhanh lắm. Mình có nên công khai chuyện Ken không ta? Nè. Cái gì vậy? Cái nụ cười của anh đáng nghi lắm nha. Đáng nghi gì? Ôi, sao vậy? Cái lâu ra mà cứ gì kinh kịch rồi nhảy nhún nhảy vậy là sao? Nhảy vậy hồi nào? Hồi làm gì hồi nào? Hồi nãy làm gì mà? Kinh kịch. Bà sàm bà lắp, suy nghĩ lung tung. Anh ba! Trời ơi, ông nào bị cái vấn đề gì vậy ta? Ở trong cái điệu nhảy đó có cái huyền cơ gì? Kinh kịch là sao? Kinh kịch là sao anh ba? Tất cả những gì mình làm đều vì muốn tốt cho anh. Nhưng tại sao anh lại không hiểu chứ? Sao anh say quá vậy? Cẩn thận đi. Tránh ra tôi ra đi. Tôi có chết tôi không có cần kẻ giết người như cô quan tâm. Tôi đã làm cái gì sai mà phải chịu tất cả những cái chuyện này hả? Anh say quá, ăn nói lung tung quá. Đi ra. Tại sao tôi phải yêu cưới một cái người máu lạnh độc ác như cô? Ở bên cạnh cô sớm muộn gì tôi cũng trở thành nạn nhân của cô thôi. Tại sao tôi làm cái gì sai à? Hả? Anh ngồi dậy uống miếng nước đi. Làm cái gì sai? Không cần. Không cần. Anh có thôi đi không vậy? Tối ngày anh chỉ biết là trách móc chị trên người em. Anh có nhìn lại bản thân mình, anh làm được cái gì cho tôi chưa? Chị có bao giờ cô công nhận cái sự cố gắng của tôi chưa? Hả? Hay là cô chỉ thích có một thằng chồng ngoan ngoãn biết nghe lời cô? Hỡi, có thằng chồng nào mà như tôi không? Hả? Khổ quá mà Quỳnh, khổ quá mà. Ôm,
Em không có ý xen chuyện của chị, nhưng mà em muốn biết chị có đang ổn không? Không ai trên đời này sinh ra đã hợp với ai. Huống hồ chi hai anh chị là vợ chồng chung sống với nhau, thì làm sao tránh khỏi va chạm xích mích được chứ. Em cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, chị không sao đâu. Trong nhà này chị luôn là người nhẫn nhịn nhất. Em không hy vọng chị sợ mọi người buồn mà chịu phần thiệt thòi về mình. Nếu cần em giúp, chị có thể tìm em. Chị biết rồi, cảm ơn em. Vậy em về phòng trước nha, chị cũng nên đi ngủ sớm. Quang. Dạ. Chị có chuyện này muốn hỏi với em. Không biết là vị trí phó phòng nhập nguyên vật liệu của công ty mình hiện bây giờ ai làm? Người đó làm có tốt không? Dạ cô Linh, làm rất tốt. Cô Linh hay không vậy? Bất kỳ người nào mới nhập công ty đều phải trải qua bài test kiểm tra về năng lực. Mà những người vô công ty thì năng lực sẽ ổn định mà. Sao tự nhiên chị hỏi chuyện đó? Tại vì bạn chị muốn xin vô cái vị trí đó làm. Nhưng mà em nói là đang làm tốt rồi thì thôi, không có gì đâu. Dạ. Mà Quang, chuyện hôm nay em thấy anh chị như vậy, em đừng có nói lại với ba mẹ nha. Chị sẽ tự giải quyết được, chị không sao đâu. Dạ, em biết. Chết không có cần kẻ giết người như cô quan tâm. Tôi đã làm cái gì sai mà phải chịu tất cả những cái chuyện này hả? Nếu như không có cô thì tôi với anh Cường đã hạnh phúc với nhau rồi. Chính cô đã làm tôi tới nên điên loạn như thế này nè, cô biết không? Anh Cường không có còn yêu cô. Cô mới chính là người đang phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi nè. Cô nói dối. Cô thủ đoạn, cô dùng tiền để ép uổng đổi lấy tình yêu. Cô làm như vậy là tàn nhẫn với tôi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi có chết đi, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cô. Nè, ăn trái cây đi. Ui, cảm ơn em. Ui, mới ngọt luôn á. Kè nó ngủ rồi hả? Hồi nãy á thì nhầy nhưa lo chơi đồ chơi không chịu ngủ. Em nằm xuống em vỗ vỗ mấy cái là ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi, ngoan dễ sợ luôn. Con nít mà vỗ một cái mà ngủ được liền là sướng lắm luôn á trời. Nó chơi cả ngày nó phải mệt. Ê, chứ. Ê hả?
Mày mua đồ này hồi nào đẹp quá vậy? Đi mua đồ hồi nào xong nói tao biết vậy? Đưa cho tao. Cái gì? Đưa đây. Con nhỏ này coi mà mày bắt cười quá. Đưa đây đi. Trời ơi, đẹp quá chừng đẹp. Ê, làm công ty mới có khác nha. Định thay đổi phong cách hả? Cái này không phải là tao mua, mà là do đi gặp đối tác xong rồi anh Quang mua cho tao á. Anh nói là bây giờ ăn mặc chỉnh chu cũng là tác phong của người làm việc chuyên nghiệp. Ông Quang mua cho mày hả? Trời ơi, cô thẩm mỹ định cao luôn á. Hèn chi chỗ gái đồ rần rần gì ổng luôn à, đẹp quá. Thôi đưa đây đi. Đưa cái gì, trời ơi, thiệt tình luôn á. Ê, đẹp quá. Ê, bạn, đẹp ha, xuất sắc ha. Ui. Nói không phải khen, chứ em mặc cái chi anh thấy nó cũng đẹp hết trơn á. Tàu lao hết sức à. Đưa lại đây đi. Đúng rồi, cất đi cái đồ xấu quá. Trời ơi. Cất đi em, thiêu quỷ nó đi. Ngày mai tao tính đem trả lại, tao không có muốn để người khác hiểu lầm đâu. Mày bị gì vậy, tự nhiên trả lại là sao? Nhiều cái người ta muốn bị hiểu lầm sao? Cái này tao thấy giống như là đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Ông Quang thích mày chắc luôn. Khùng quá à. Làm gì có chuyện đó. Cái này chỉ đơn thuần là công việc thôi. Nè, tao nói thiệt, cái mày không có mối quan hệ đồng nghiệp nào mà nó nói như vậy hết trơn á. Cùng lắm là chỉ nhắc nhở một hai câu thôi. Đằng này dắt đi lựa đồ luôn. Mày không tin đúng không? Không tin hỏi Tùng đi, đúng không Tùng? Đúng. Em trả đồ lại là đúng. Cái gì vậy? Quan tâm gì cái ngữ đó. Tao quan tâm tao mua nhà, mua xe đi. Ai mà mua đồ ai mua không được. Nè, nhiều khi Hà mặc cái đồ này nó hợp với công việc thôi, nhưng mà Hà đâu có thích. Để anh sẽ mua cho em những bộ đồ mà vừa hợp với em, mà vừa hợp với công việc mà em còn thích nữa. Thôi đi tào lao. Vô duyên quá, tưởng đứng về phía tôi ai về đâu mà nói tào lao tào lương mà. À, cái màu này là bầu ghen tuông này đúng không? Ghen đúng không? Bạn ơi, bị ngộ nhận rồi đó nha. Mình nói là mình nói Hà đẹp, chứ mình không nói bộ đồ đẹp. Bộ đồ gì đâu xấu quá, nhà quê. Thời này mà còn mặc màu gì? Màu xanh ngọc. Trời ơi, năm nay trend người ta là màu hồng. Màu hồng nam tính, hiểu không? Tôi mệt quá đi. Nói với ông vô ích rồi à. Mệt. Bây giờ mình nói về vấn đề chính đi. Bữa giờ đi làm sao rồi? Vừa khó, vừa nhiều tài liệu cần phải nhớ. Đã vậy á, còn nhiều quy tắc nữa. Tao còn chưa nhớ nổi nữa nè. Ôi, nghe vậy là thấy không hợp với hai tụi tao rồi đó. Nhưng mà căn bản là quy tắc gì mới được chứ? Quy tắc số 1, sếp luôn luôn đúng. Quỳnh, sao em ngồi đây? Lại có chuyện gì nữa hả? Anh không nhớ chuyện gì tối qua hả? Chuyện gì? Không lẽ lại là chuyện anh chưa đủ linh sao? Anh không nhớ tối qua mình đã nói gì với em hả? Anh nói gì? Rõ ràng á, là anh là người lúc nào cũng khuyên em quên đi chuyện quá khứ. Vậy mà tại sao anh lúc nào cũng đem cái chuyện của Hân ra mà chì chiến em và dằn vặt em? Anh đổ hết mọi tội lỗi cho em. Anh Cường, anh nói là anh yêu em, anh nói là anh thương em, anh tin tưởng em. Mà cho tới bây giờ, tận trong suy nghĩ của anh vẫn nghĩ em là kẻ giết người. Anh vẫn nghĩ em là người giết Hân. Không, em, tại vì hôm qua anh uống với lại đám bạn sinh viên nhiều quá, rồi tụi nó có nhắc tới Hân. Cái anh về, anh nói như vậy thôi, chứ anh thề với em, thật lòng, anh không có nhớ chuyện cũ nữa. Anh biết em sợ nhất chuyện gì mà, anh biết em ám ảnh nhất chuyện gì mà, em anh đừng có thề đối với em nữa. Em thực sự là mất lòng tin đó anh. Em à, em không biết con người anh như thế nào nữa. Lúc thì như thế này, lúc thì như thế khác. Không phải, anh đâu có... Tại sao anh hành động với lại lời nói lại ghét nhau như vậy? Hả? Thôi mà, tin anh lần nữa đi. Em đã nói với anh rất là nhiều lần. Là Hân tổ chức thằng bé mà tại sao đổ thừa em là kẻ giết người? Em không có giết người. Anh biết em không có giết Hân. Anh biết em không phải là kẻ giết người đó. Thôi cho anh xin lỗi nha. Anh xin lỗi. Thôi mà, cho anh xin lỗi nha. Anh xin lỗi em. Em đừng có khóc như vậy, anh đau lòng lắm nha em. Anh hứa với em,
anh sẽ cố gắng dành thời gian ở bên em để tụi mình có con nha. Nha, thôi bình tĩnh lại nha, bây giờ anh đưa em vô nhà nha. Tất cả đồ đạc đều được tôi giặt thật là sạch sẽ và cẩn thận, cho nên là anh cứ yên tâm nha. Không cần đâu, cô cứ giữ lấy mà xài đi. Tôi không dám nhận đâu, mấy món đồ này đắt tiền lắm. Cô nói cái gì? Tôi thấy mấy cái này cũng bình thường mà, có gì đâu mà đắt. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cô. Mặc dù không đưa tôi về nhà, đã có công đưa tôi về khách sạn. Nếu mà cảm ơn á thì phải cảm ơn anh Tùng mới đúng. Tại vì tôi nhờ anh Tùng đưa anh vô khách sạn mà. Mà anh không cần phải áy náy đâu. Đảm bảo an toàn cho sếp là trách nhiệm và nghĩa vụ của một trợ lý mà. Phải có sếp thì công việc mới được vận hành tốt được. Cứ coi như là tôi đang giúp công ty giữ gìn một tài năng có một không hai. Và tất cả những chuyện này đều là vì công việc hết. Không ngờ là mình có thể phân tích một cách sâu sắc như vậy. Đúng rồi, đã không thích á thì phải rõ ràng ngay từ đầu. Mày làm tốt lắm hả? Cô đang tìm cách để mà từ chối tình cảm của tôi có đúng không? Thì dĩ nhiên. Không, ý tôi không phải là như vậy. Cô dám chắc là mình không nghĩ tới chuyện đó không? Dạ thưa sếp, bản báo cáo ở bên phòng marketing có rồi. Em tưởng sếp đang rảnh. Sếp đang tiếp cô Hà. Em mời, mời sếp. Được rồi, đưa đây, để lát tôi coi. Dạ. Ủa, đồ của ai trong phòng sếp đây? Cô Hà, đồ của ai đây? Dạ, cái đó là của... Của tôi đó. Tôi mua cho bạn của tôi. Sếp mua cho chị Ngọc phải không? Ở trong công ty này ai cũng biết sếp là... Chị Ngọc là người mà thích đồ sếp tặng nhất. Chị Ngọc cái gì? Tôi mua cho người tôi quan tâm nhất. Quan tâm là chị Ngọc chứ ai. Lấy đồ về mặc đi. Để đó. Tôi phải đi giải quyết một số việc. Đúng rồi. Hồi nãy mình nói gì vậy trời? Người mình quan tâm nhất nó bày bài gì vậy? Quan tâm ai? Bây giờ phải quan tâm cái này trước đã. Đồ anh gửi em nhận được rồi, em đang ăn luôn nè. Ăn ngon miệng rồi làm việc cho tốt nha. Anh cũng đi làm việc đây. Ông chủ đâu rồi? Dạ sao vậy chị? Bán buôn gì mà kỳ cục cẩu thả nữa. Nếu như mà không làm được thì dẹp tiệm đi. Mà chị, bây giờ ông chủ không có ở đây mà có vấn đề gì không vậy chị? Nè mấy người tự coi đi. Bánh mì ba rọi số tươi đen kiểu gì mà mặn chát cũng muốn cho khách lên tăng xong hả? Dạ. Sao vậy Phát? Sao vậy? Mặn chát hả anh ơi? Sao mặn được? Em đâu biết. Nè. Em thấy chưa? Anh thấy chưa? Rõ ràng là anh niêm theo công thức của chú Mào mà sao mặn được? Anh Minh! Trời kìa. Minh. Trời ơi, làm xong rồi không có đem lên cho khách nữa. Có vẻ hấp dẫn nha. Không ngờ cũng chưa nêm mà gì vậy trời.
rồi hả? Sao em nêm, em thấy lạc nhách, em tưởng anh chưa nêm nên em nêm thêm. Thôi, bây giờ làm ổ bánh mì nhân khác đi, làm nhân khác. Dạ em xin lỗi chị, em làm ổ khác cho chị liền. À chị ơi, em xin lỗi chị nha, chị thông cảm giùm em nha, để em làm ổ bánh mì nhân khác cho chị liền nha chị ha. À, rồi, à, chị đợi em xíu. Dạ chờ xíu nha chị. Thông cảm giùm em. Rồi, em thì cũng không có tính làm lớn chuyện đâu, nhưng mà làm ăn như vậy là không có được rồi. May là bây giờ chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, lỡ đâu mà chuyện nó đi xa hơn nữa thì bên anh không có chịu nổi trách nhiệm đâu. À, em biết mà, em sai, em xin lỗi chị. Dạ chị đợi em xíu nha. Có liền, có bánh mì ông Mập, có liền. Ổ này tặng cho chị đi. Rồi. Lấy tiền. Rồi, cảm ơn chị nha. Đây, em gửi chị. Rồi, chị thông cảm giùm tụi em nha. Sức của tụi em, xin lỗi. Bữa sau tới ủng hộ nha chị. Cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi đã niêm rồi, tại sao lên niêm nữa? Ăn hết cho tôi nha. Dạ, tại vì thật ra em ăn cũng hơi mặn. Với lại khi mà em nêm trên bếp em thấy vừa lắm. Giờ chắc nó nguội, nó sắc lại. Mặn quá, cứu không nổi nữa. Tôi cũng cứu cô không nổi luôn nữa. Tôi cho cô hay nha, tôi là đầu bếp chứ không phải là cô là đầu bếp. Cô muốn làm đầu bếp lắm phải không? Làm luôn đi. Cô mét chú Mào cho nghe. Em biết rồi, em biết là em có lỗi rồi, đừng có la em nữa mà. Thôi, hai người đừng có gây gỗ nữa. Bây giờ phải tìm cách giải quyết nè. Tin, bỏ ngay cái nhân ba đội số tiền này cho anh. Anh, hay là hả, mình gọi cho chú Mào đi. Biết đâu á, chú có phương án dự phòng rồi sao? Thôi, đừng gọi chú Mào. Chuyện này nhỏ xíu mà mình giải quyết được. Chừng nào có chuyện nào mà lớn á, mình không giải quyết được hãy điện cho chú. Hên á, có một mình chị này mở hàng thôi đó. Nhiều người đi, rồi nhiều người tới đây mắng vốn đi là chết luôn á. Tháng lương này ở đây nha cô gái, nhớ kỹ nha, một lần nhớ đời nha. Em biết rồi. Rồi cầm vô, bỏ liền đi. Em bỏ liền. Tức thiệt chứ. Anh nghỉ tay ăn một chút đi rồi làm việc tiếp. Cô để đó đi, lát tôi ăn. Từ hồi nào giờ anh luôn là người biết chăm sóc cho sức khỏe. Tôi biết là anh đang bận công việc dữ lắm, nhưng mà nếu đã bao tử trong thời điểm này á thì càng làm chậm tiến độ hơn thôi. Bây giờ cô đã biết cách thuyết phục tôi hơn rồi đó. Để tôi bê cho. Anh ở bàn ngồi đi. Cô ngồi xuống dùng chung với tôi nè. Thôi, anh dùng đi. Không dùng vẫn ngồi xuống đi. Tôi hỏi anh một câu này được không? Được, cô cứ hỏi đi. Lúc nào tôi cũng thấy anh chăm chú làm việc hết. Không biết anh có phải tiếp người là bị nghiện công việc và vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh không? Cô nghĩ sao mà hỏi tôi câu đó? Nếu như tôi vô cảm thì tại sao tôi lại muốn có trách nhiệm với Ken? Thì đơn giản chỉ là nghĩa vụ thôi. Không bao giờ đó là nghĩa vụ. Mỗi phút mỗi giây đối với tôi nó rất là quan trọng. Tôi là con trai một trong gia đình, cho nên tôi ý thức được là mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên đôi vai của tôi. Nên từ nhỏ tôi đã ý thức được mình là phải tự lập. Trong đầu của tôi chỉ có trách nhiệm và trách nhiệm. Nhưng mà trách nhiệm cỡ nào đi nữa thì cũng phải có những phút giây thư giãn cho bản thân chứ. Đâu thể suốt ngày chăm chăm vô công việc được đâu, đúng không? Ngoài công việc ra thì anh cần phải có kiểu đi chơi, cà phê, tâm sự, trò chuyện với bạn bè, xem phim chẳng hạn. Đến khi nào mọi thứ thật sự vững vàng đến không thể nào phá vỡ được, tôi mới có thể suy nghĩ tới việc khác. Tôi muốn tất cả mọi thứ đều tốt đẹp nhất dành cho người thân của mình. Mà tôi để ý, tôi thấy là anh hay làm việc rất là trễ. Chắc ít khi nào ăn cơm với gia đình lắm hả? Tại tôi cảm thấy ăn cơm ở ngoài nó nhanh, nó không tốn nhiều thời gian. Trong đầu tôi mỗi phút mỗi giây đều có thể suy nghĩ ra việc kiếm tiền. Tôi không muốn mất nhiều thời gian về cái chuyện, ví dụ như là hôm nay mình phải nấu món gì, ăn món gì, hủ muối để ở đâu, hủ đường để chỗ nào. Cái đó là lười thì có.
Trong công ty này tôi cam đoan với cô, tôi là người làm việc siêng năng. Nếu như tôi nhận số 2, không ai dám nhận số 1. Tôi phải công nhận anh là một người sếp rất là tài năng. Hồi nãy trong cuộc họp, từng lời từng chữ anh nói ra đều chất chứa trí tuệ trong đó. Đó là việc hiển nhiên, cô không cần phải nói như vậy. Nhưng mà nếu như cô muốn nói, tôi vẫn cho phép. Ủa, sao mình thấy mình càng ngày càng đừng nọt quá vậy trời? Mà nè, cũng trễ rồi, còn Ken này sao? Ken thì có Nga ở nhà lo rồi. Được rồi đó, cô lo bữa ăn xong. Cô xong việc rồi, cô thôi về. Thôi, để tôi ở lại phụ anh. Chứ cấp trên còn làm sao cấp dưới dám đi về được. Có chắc không? Thì được rồi, tôi còn một số tài liệu. Ví dụ như là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp chưa dịch ra nữa. Vậy cô làm ơn dịch ra dùng tôi để biên tập lại và nêu ra những ý chính cho tôi. Cái gì? Tiếng Pháp với tiếng Nhật á hả? Nhưng mà tôi... Chưa hết đâu. Còn 10 mấy cái mail chưa giải quyết nữa kìa. Vậy thôi chắc là tôi xin phép về trước nha. Tại vì hồi nãy anh nói là tôi đi về để lo cho bé Ken, mà tôi là cấp dưới thì đâu có dám cãi lời cấp trên vậy. Hay là chắc là tôi xin phép đi về nha. Cảm ơn cô vì bữa ăn nha. Cái đó là trách nhiệm của tôi mà, sếp không cần cảm ơn đâu. Tôi ít khi nói tiếng cảm ơn với ai lắm. Một khi tôi nói cảm ơn rồi, cô nên nhận đi và cảm thấy tự hào. Rồi, vậy tôi nhận. Anh có cần tôi dẹp không? Không cần. Tôi xin phép. Ây da, đau quá. Trời ơi, đau bụng quá. Anh ơi, trời ơi, anh ơi, anh bị sao vậy? Anh ơi, anh cứ bị sao không vậy anh? Anh bị trúng gió hay sao vậy anh? Anh ơi, anh. Ở đó mày còn hỏi nữa hả? Gì bánh mì của tiệm mày mà em tao bị như vậy đó? Mày giải quyết đi. Anh ơi, có hiểu lầm gì không? Chứ tiệm em buôn bán đàng hoàng lắm, làm sao mà để cho khách ngộ độc thực phẩm được anh? Nha, tao nghe nói ở đây có quảng cáo bánh mì Ba Rọi sốt tiêu đen rất ngon, để tao mua 5 ổ về cho gia đình tao ăn. Kết quả là như thế này đây. Giờ mày giải thích đi, mày làm gì đi? Anh ơi, bình tĩnh. Không có chuyện đó xảy ra đâu, có hiểu lầm, chắc hiểu lầm anh. Hiểu lầm đó mà hiểu lầm. Ở đó mày còn hỏi hả? Anh ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh đây, cái chuyện gì bình tĩnh đây. Bây giờ mày giải thích sao? Nghe em tao bị sao đây? Hả? Nhưng mà mày nói chung là sao? Giải quyết không? Bình tĩnh. Mày có giải quyết không? Bình tĩnh giùm em cái. Có giải quyết mà, sẽ giải quyết mà. Chú em. Mày là chủ đây hả? Dạ không, em phải là chủ mà ông chủ không có ở đây nha anh. Mày đừng ở đó mà nhiều lời. Tao còn gặp ông chủ của mày. Đừng có làm ăn thất đức rồi bỏ trốn. Sao, giờ mày kêu không? Không, có hiểu lầm gì không? Chứ hồi xưa giờ tiệm em làm ăn đàng hoàng lắm. Nguyên liệu mà tụi em nhập vô đều được kiểm duyệt hết trơn. Không bao giờ mà để cho thực khách mà bị ngộ độc thực phẩm gì đâu anh. Vấn đề là phải có cái gì đó làm chứng hay làm tin cái gì chứ mà tự nhiên vô. Coi kìa. Mày cần bằng chứng như vậy? Qua đây tao cho nè. Nhanh. Ở đó mày còn hỏi hả? Sao? Mày muốn bằng chứng như vậy? Em... Nè, coi đi. Đau quá. Kéo lên em ơi. Đau quá. Kéo lên. Có bác sĩ đâu? Có bác sĩ đâu? Bác sĩ cứu em tôi, bác sĩ. Kết quả kiểm tra thì cậu ta đang bị ngộ độc. Nhưng mà ngộ độc do đâu thì đang tiến hành xem xét kỹ mới biết được. Kéo cứu em tôi. Sáng giờ cậu đang làm gì? Đây. Sáng giờ nó căng không còn nữa, bánh mì thôi mà nó đau ốm tới giờ luôn á. Vậy thì khả năng cao là do bánh mì. Lời bác sĩ nói là ngộ độc thực phẩm. Như vậy là đã đủ bằng chứng chưa? Không. Hả? Hay là mày còn không tin? Hiểu lầm thôi. Bây giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có kêu ông chủ mày ra không? Không, anh bình tĩnh giùm em cái, ông chủ em bận lắm. Sao? Mày có kêu không? Mấy người làm gì vậy? Anh Phát, đừng sợ mấy đứa này. Mấy người mà quá đáng, tôi báo công an đó. Quá đáng nữa là báo công an ha. Cái gì? Quá đáng hả? Báo công an hả? Tao cho mày biết quá đáng là như vậy nè. Quá đáng. Bình tĩnh anh
ơi, bình tĩnh. Em điện chú Màu liền, Nhanh cái tay mày lên. Dạ, dạ chú ơi chú. Tiệm mình có chuyện rồi, chú ghé tiệm cho được không chú? Dạ. Dạ. Em điện chú Màu đó, anh bình tĩnh giùm em cái. Còn nhớ kìa, thích quá đáng không? Mày báo công an nữa không? Không anh, từ từ, chú Màu tới liền. Chú Màu tới. Nói nhiều không? Tao biết mày luôn giờ. Chú Màu tới liền. Chắc chắn rồi, với mày ông Màu ở bác sĩ ơi, em đau quá. Gan của em đâu bác sĩ. Đau quá. Có là đau quá. Những chuyện xảy ra đều không ai muốn hết. Nhưng mà bây giờ tiệm đúng hay sai gì đó, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bây giờ ý mấy chú muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Ông chủ đúng là người biết điều. Còn làm gian dối á thì trước sau gì cũng gặp quả báo thôi. Giờ tôi tính như vậy. Tiền bệnh viện nè, tiền thuốc men, tiền bồi dưỡng sức khỏe, cộng tinh thần của nó nữa. Tôi nghĩ cái khoản tiền bé xíu vậy chắc cũng không làm khó được ông chủ bất động sản đâu ha. Ê, đừng có quá đáng nha. Tiền không phải là vấn đề ở đây. Ngay từ lúc bắt đầu á, tiệm chúng tôi luôn quan trọng đến chất lượng. Từ cái khâu nhập nguyên liệu vô đều được kiểm duyệt đàng hoàng. Bây giờ để có sự công bằng á, mời công an vô cuộc được không? Này thằng nhóc, tao đang nói chuyện với ông chủ của mày, mày là cái thái gì mà xen vô đây? Biết điều á, câm cái họng mày lại. Còn không thì đừng có trách tao. Còn ông chủ, nếu mà ông không chịu bồi thường á thì tôi nghĩ cũng không sao đâu. Ngày mai tôi sẽ loan tin cho báo chí đến đây để họ phỏng vấn ông. Lúc đó ai thiệt hơn ai chắc ông biết ha. Ông cứ suy nghĩ kỹ đi. Nè, đừng có. Tôi đồng ý bồi thường theo sự yêu cầu của mấy chú. Nhưng trước tiên cho tôi gặp những người bị hại để đích thân tôi xin lỗi người ta. Nè, đây nè, bị hại nè. Còn những người mà đang có mặt ở bệnh viện á, tôi nghĩ ông không cần tới đâu. Vì khi mà ông tới á, sẽ khiến họ tức giận thêm thôi. Ông giải quyết đi. Nếu như mà ông chung đủ số tiền á thì tự nhiên clip nó sẽ biến mất. Còn nếu mà ông không chung đủ á thì biết rồi đó. Ban đầu nó sẽ thương lượng mà, bây giờ tự nhiên quay clip, mấy người vừa phải thôi nha. Nè của em, nếu mà không quay clip á thì tụi này lấy cái cớ gì để chơi lại? Lỡ cô em lật lọng, tụi này biết tính sao đây? Còn ông chủ nè, trong làm ăn á quan trọng nhất là chữ tính. Đừng để tụi tôi chờ quá lâu nha. Còn không á, tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông đâu. Đi tụi bay. Dạ. Đau quá anh ơi. Đau quá. Chú, sao chú để họ đi như vậy? Mình là người bị hại mà chú. Họ chỉ muốn kiếm chuyện để kiếm tiền thôi. Mà bây giờ muốn truy cứu tới cùng á, để cho cái tiệm mình được minh quan á, thì mình ảnh hưởng tai tiếng rồi. Tốt hơn á, tránh được cái gì thì tránh, để cho nó bình, nó yên, để mình còn làm ăn nữa. Tức cái gì đâu á. Mà chú. Hả? Chú cho phép con mới dám nói điều này nha. Cái gì? À, mấy người này á, con sợ có liên quan tới bà chủ á chú. Chú còn nhớ cái chuyện hôm trước không? Cái vụ đó đó, nó có liên quan tới bà chủ ấy nó... Chắc không phải đâu. Thôi, mấy đứa dọn dẹp, bữa nay nghỉ sớm. Mọi chuyện để chú tính. Dạ. Nghe ba kể con thấy lo quá. Con nghĩ chắc là mình phải thu xếp ổn thỏa với họ sớm đi ba. Chứ không đợi đến lúc báo chí đưa tin, các cổ đông trong công ty sẽ mất tin tưởng về mình đó. Ba là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Minh Quang. Những việc làm của ba đều gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của công ty. Nhưng nếu như ba cứ nhân nhượng kẻ xấu, chứng tỏ là ba cho họ cơ hội đánh bại mình. Con nghĩ trong chuyện này ba nên nhờ phía công an vô giải quyết cho ổn thỏa đi ba. Cứ yên tâm đi, chuyện này ba tìm cách giải quyết. Chuyện trước đây ba không chấp nhất, nhưng lần này ba hy vọng là người ngoài làm. Ông nhìn vậy là có ý gì? Ông nghi ngờ tôi đúng không? Tôi đã nói là không phải tôi rồi mà. Ông sống với tôi bao nhiêu năm không hiểu tính tôi hay sao? Ủa, tôi có nghi ngờ bà gì đâu. Đâu cần ông phải nói ra. Chỉ cần thấy cái cách ông nhìn tôi thôi là tôi đủ biết ông không tin tưởng tôi rồi. Nếu vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa. Mẹ. Trời đất ơi. Mẹ. Anh,
Anh nói thiệt cho em biết đi, có phải là vụ ngộ độc bánh mì á là do anh làm đúng không? Em nói lung tung cái gì vậy? Mắc mớ gì anh phải làm cái chuyện ngu ngốc này? Anh làm vậy chẳng khác nào anh tự vạch mặt anh cho người khác xem à? Anh còn nhớ không, từ cái chuyện giấu chìa khóa làm cho ba mất đơn hàng, rồi an toàn thực phẩm ở tiệm bánh mì của ba là do chính một mình anh làm á. Bây giờ anh không làm thì ai làm? Đúng là trước đây anh có bị mẹ tác động, nhưng mà chuyện lần này không có liên quan tới anh. Em đừng có hở một chút là các em đổ thừa anh được không? Vậy chứ ai làm chuyện này được chứ? Anh hỏi em nè, bây giờ ba với mẹ đã đề huề với nhau rồi thì mắc mớ gì mẹ sai anh làm? Mà nếu anh làm thì anh làm với mục đích gì? Anh được cái gì? Thằng sao trong nhà này ai cũng coi anh giống như tên tội phạm vậy ta? Nếu em nghi ngờ anh, đi tố cáo anh đi. Em đi tố cáo anh đi. Anh yêu em mà Quỳnh, mắc mớ gì anh phải phá ba chứ? Chuyện trước đây anh có phá ba cũng là chỉ vì mẹ thôi, còn chuyện này không liên quan tới anh. Anh đã nói như vậy chắc không phải là anh làm rồi. Thì anh không có làm thì thôi. Nè, đang ngủ làm gì vậy? Ngủ cái gì mà ngủ? Anh thấy mọi người đang lo lắng không? Anh phải suy nghĩ cách đi chứ. Ngủ cái gì? Thì tôi lo lắng quá tôi ngủ không được, giờ tôi mất ngủ. Hay quá hả? Cô không giỏi, cô giải quyết đi. Cô là người bỏ cái muối vô á, không giải quyết giờ là quan quan. Nè, đừng có mà thấy người ta có lỗi rồi cứ lặp đi lặp lại cái lỗi người ta hoài nha. Anh có biết á, nhai đi nhai lại là con gì không? Con bò chứ con gì. Đúng rồi đó. Chú không tin nói con ngu như con bò này chú. Nó nói mày vậy cũng vừa lắm. Hết chỗ mày ngủ sao chỗ mua bán mày ra đó mày đứng mày ngủ. Bởi vì ế là phải rồi. Tại cô nữa tôi bị chửi đó. Tiêu rồi chú ơi. Vậy nữa. Bên đó họ không giữ lời hứa nè. Họ đăng cái clip của mình lên rồi còn viết bài bôi bác mình nữa nè chú. Nè, cho anh coi coi. Nè, rồi có hình chú Mào nữa nè. Anh không có biết gì á, đưa đây coi. Tiệm bán đồ làm ăn thất nhân thất đức, không để đức cho con cháu, chỉ vì ham lợi nhuận mà làm cho người khác bị bệnh. Thiệt tình luôn á, anh Hùng bàn phím không biết gì mà viết như đúng rồi á. Trời chú, mới đăng con xíu mà 2000 bình luận rồi. Để con chửi lộn với nó cho. Anh bị điên hả? Bây giờ cách tốt nhất là im lặng, còn nếu muốn giải quyết á phải tìm phương cách đàng hoàng. Chửi lộn gì mà chửi lộn. Khoan. Chú. Sai nha. Có cái gì đó sai nha. Hôm đó sau khi cái nhân ba rọi suốt tôi đen mình bị mặn á, là con kêu tin dẹp rồi. Con nhớ kỹ lắm. Hôm đó không có ai mua 5 ổ bánh mì mà cùng một loại nhân á. Anh Phát nói đúng. Em là người kiểm phiếu nè. Em nhớ không có phiếu nào mà đặt hàng như vậy hết. Trừ khi có người vu oan giá quạ đặt điều nó xấu mình. Tin, lấy qua đường nhanh. Lấy qua đường. Thôi, mỗi một đứa nhường một chút đi. Chú nghĩ khó khăn lắm mình mới tạo được thương hiệu với khách hàng. Chú sợ sao chuyện này á, khách hàng họ không còn tin tưởng mình nữa. Dạ, chào chú. Tụi con là thanh tra bên cục vệ sinh an toàn thực phẩm. Tụi con mới nhận được thông tin là tiệm mình mới gây ra một vụ ngộ độc thực phẩm. Và theo thông tin chúng con nhận được thì tiệm mình đã từng có tiền sử về việc vi phạm. Ê chú, mình có sai đâu mà ký vậy chú? Trước mắt thì chúng tôi sẽ tạm đình chỉ hoạt động của tiệm cho đến khi nào có kết quả điều tra rõ ràng nhất, cũng như xác định được chính xác tình trạng của nạn nhân. Anh ơi, anh coi suy xét lại kỹ xíu chứ. Tiệm em bị quan mà anh tự nhiên đình chỉ tiệm em vậy kỳ quá. Dạ đúng rồi đó anh, khi nào có kết quả mới đình chỉ chứ, này chưa kết quả gì hết mà. Theo những quy định thì tụi tôi có đủ thẩm quyền để yêu cầu tiệm ngưng hoạt động nếu bị nghi ngờ. Tùy theo hậu quả mà xử phạt, có thể mức phạt lên tới 200 triệu đồng, tước giấy phép kinh doanh. Nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự từ 1 tới 5 năm tù. Cái gì? 5 năm tù luôn hả anh? Trời chú ơi. Trước mắt á, mình phải có thiện chí, hợp tác với thanh tra. Như vậy đó, để người ta nhìn thấy là mình không có làm sai, chúng tôi sẽ đóng cửa tiệm, đến chừng nào mà làm rõ mọi chuyện hết. Dạ, tụi con sẽ điều tra để đưa kết quả sớm nhất. Con gửi chú. Cô xin phép. Cảm ơn anh.
Đi đâu vậy? Em không cam tâm xíu nào á. Tiệm mình đâu có làm sai gì đâu. Chú, con đi kiếm cái đám người nó phá mình, con làm cho ra lẽ nha chú. Anh... làm cho tới luôn mới được chứ không có để. Tụi con cứ nghỉ ngơi đi, khi nào cần chú gọi. Còn cái chuyện của tiệm, cứ tin vào cục vệ sinh an toàn thực phẩm. Giờ đóng cửa tiệm đi, chú về trước ạ. À, chú về cẩn thận. Chú. Nhìn chú bình tĩnh vậy á, chứ ông cũng lo lắng lắm á, ông sợ mình lo lắng theo á. Anh Minh, em nghi chắc chắn là có bàn tay của bà chủ nhúng vô trong cái chuyện này nè. Chứ không có ai mà vô duyên vô cớ tự nhiên tới phá tiệm mình vậy đâu. Mày đừng có nói bậy, chưa có bằng chứng gì trơn á. Tao theo ông chủ làm biết bao nhiêu năm rồi. Mặc dù bà không thích ổng mở cửa tiệm, nhưng mà đâu đến nỗi vợ hại chồng như vậy đâu mày. Ở tù chứ hiểu chuyện chơi. Những người tính thì tôi mệt quá. Nè, sao rồi? Em quen công việc chưa? Dạ, cũng tương đối rồi. Có một số cái em chưa hiểu á, thì nhờ lại có mấy cái ghi chú của anh nè, cho nên là cũng giúp đỡ cho em được nhiều lắm. Sao vậy? Hôm qua em ngủ không được hả? Dạ, được, nhưng mà không có đủ. Tại vì em cũng phải lo cho thằng nhỏ, với lại sáng nay á, lu bu lo cho nó ăn sáng đi học, chưa kịp có giọt cà phê nào trong người, cho nên nó hơi lờ đờ chút xíu. Lo công việc gì là tốt, nhưng mà em phải biết điều phối giữa công việc và cuộc sống riêng của mình. Nếu mà ảnh hưởng tới công việc á, anh Quang ảnh la em đó. Dạ em biết rồi. Em không sao đâu. Sếp. Dạ sếp. Còn 15 phút nữa mới tới họp. Cô xuống mua tụi tôi ly cà phê đi. Sẵn tiện cô danh tâm uống gì, mua luôn đi. Dạ. Bình thường sếp đâu uống cà phê đâu. Cô đi lẹ đi, tôi không có thời gian chờ cô đâu. Dạ. Cười gì? Sau này việc anh ấy làm, bây giờ tôi đổi gu rồi. Thích uống cà phê được không? Đổi gu luôn hả? Cầu trời phù hộ cho tiệm con tai qua nạn khỏi, làm ăn phát đạt. Con sẽ chăm chỉ, không có nói xấu ông chủ nữa. Ủa nãy giờ tôi lại cô hả? Được, người ta đi vô với người ta không cố ý rồi nha. Sao cô thích kiếm chuyện quá vậy? Lối đi thanh thang cô không đi, đi ngay cái lối tôi cúng vậy. Tôi thích. Cô thích hả? Ừ. Lên bàn thờ đi, tôi lại mỗi ngày cho. Anh, đàn ông con trai, sao nói chuyện cộc cằn với tôi vậy? Ủa, bây giờ anh nói chuyện nhỏ nhẹ, tình cảm với tôi cũng được không? Nhẹ nhàng tình cảm phải không? Ừ. Khùng hả? Anh nói khùng á. Đúng rồi. Tao nói đúng phải không? Đúng rồi. Đúng gì vậy? Bây giờ bà chủ không hại ông chủ thì chắc chắn là anh Cường. Lần trước ba tê tiệm mình á, anh Cường hại không được. Lần này anh Cường thuê mấy người này đến hại tiệm mình một lần nữa. Đúng không? Em sẽ đi tìm gặp anh Cường, nói cho ra lẽ chuyện này mới được. Một mình mày luôn hả? Phải nói chuyện với anh Cường mới được. Sao? Cho tao theo với. Phát. Thiệt ở đây cái thứ tao không ưa. Ủa Quyên. Ủa, cuối cùng là có chuyện gì vậy mọi người? Em nghe tin là em chạy qua liền luôn á. Thì đó, giờ đợi kết quả thôi chứ đâu biết làm sao đâu. Nhưng mà rồi nãy anh Phát nữa, anh ấy đâu mà hối hả quá vậy? Ủa, chuyện này tôi cũng biết, mà sao người yêu là không biết ta? Chắc phải kêu anh Phát coi lại mối quan hệ này quá. Biết thì nói đi, ở đó màu mè nữa. Thì hồi nãy anh nói là đi tìm anh Cường gì đó rồi chạy đi rồi. Cái gì? Đi tìm anh Cường á hả? Ừ. Nãy nó nói lẩm nhẩm gì đây nè, rồi nó hô chạy đi tìm anh Cường. Cha Cường này, bọn không đi ăn trưa hả ta?
Tại sao cậu lại theo dõi tôi? Ý đồ của cậu là cái gì? Em không có ý đồ gì hết trơn á. Em theo anh á là để hỏi coi cái chuyện mà ngộ độc thực phẩm ở quán á, có phải là anh làm để hại tiệm đúng không? Đừng có nói lung tung. Chuyện đó không liên quan tới tôi. Cậu mà còn đi theo tôi nói năng linh tinh nữa, tôi sẽ kiện cậu cái tội bôi nhọ người khác đó. Nhưng mà cái chuyện ba tư thiêu lần trước là anh làm, thì em nghĩ chắc chắn chuyện này cũng sẽ là anh làm. Tôi nói với cậu rồi, không có liên quan tới tôi, rõ chưa? Nhưng mà... Anh Phát! Dạ anh hai ơi, em xin lỗi nha. Tại anh Phát có chắc ảnh nôn nóng với muốn tìm ra chân tướng của sự việc á, nên mới không có suy xét kỹ mà chấp lòng anh á. Không có cái gì đâu. Mấy đứa làm chuyện gì thì cũng phải có chứng cứ. Chứ mà nóng nảy quá, không những không giúp được ba mà còn hại ba thêm đó. Dạ tụi em biết rồi. Anh đi trước nha. Dạ em xin lỗi anh, đừng giận em nha. Không có gì. À nè, đường này mới là đường tôi đi, không phải đường này đâu. Em sao vậy? Không để nói hết câu chuyện vậy anh? Anh á, tính tình bột chợp nóng nảy à. Hồi nãy á, em nghe tin nói anh tới đây gặp anh Cường là biết ngay là có chuyện mà. Chuyện gì nóng nảy gì? Anh tin chắc chắn là anh Cường làm chứ không ai hết trơn á. Em chắc chắn với anh, không phải anh rể của em làm. Sao em chắc chắn điều đó? Bình tĩnh nghe em nói nè, chuyện là như vậy. Cường. Dạ. Gì mà? Con coi đi, tại sao ba con lại dính dáng vô mấy chuyện ngộ độc này? Con cũng đâu có biết. Thiệt không đó? Dạ. Đừng có nói chuyện này là do chính tay con làm nha. Nếu vậy thì hơi quá đáng với ba con rồi đó. Con đâu có làm đâu mẹ. Con cũng chỉ mới biết tin này qua báo chí thôi à. Con chỉ biết hiện giờ ở công ty, các cổ đông đang bàn tán và bày tỏ thái độ thất vọng về ba. Con đang tính đi gặp họ để giải thích nè. Con đi nha mẹ. Hiểu chưa? Đừng có nghi ngờ anh rể em nữa đó. Vậy là tính ra anh bọc chọc thiệt hả? Chứ gì nữa. Thôi anh xin lỗi nha. Chắc hồi nãy em khó xử với anh Cường lắm đúng không? Đương nhiên rồi. Giỡn thôi. Anh hai thương em lắm, không có giận em đâu. Anh nữa mày mốt thay đổi cái tính này lại đi. Vậy ai làm ra chuyện này? Nếu mà phải là anh Cường. À, không lẽ là cái tiệm bánh mì đối thủ của mình lần trước? Thôi đi, mệt quá à. Anh đừng có suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ mình muốn tìm ra được chân tướng sự việc á, trước hết là mình phải đi ăn thì não mình mới có nhiều nếp nhăn, mới có thể suy nghĩ được chứ đúng không? Đi 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 đi. Chú Tùng, chú Tùng rất là trang, chú Tùng. Y như hot boy Hàn Quốc luôn, đẹp trai xuất sắc. Trời ơi, hot boy của tôi đây nè. Đã đứng lại mẹ coi coi. Ôi con trai của mẹ sao mà đẹp dữ vậy nè. Con trai của mẹ là đẹp trai bẩm sinh luôn. Bởi chỉ cần lên đồ một cái thôi là phong độ như siêu nhân, không có cần mà phải chân diện giống như chú Tùng. Gì vậy? Tự nhiên móc qua anh à. Anh chân diện là gì vậy? Thiệt không mà? Thiệt. Vậy xung quanh con có hào quang sắp sáng quá mà. Gì? Sao tự nhiên con nghĩ như vậy? Dạ thì con nghe chú Quang nói mà bốp lớn lên con cũng sẽ có với hào quang giống chú. Thiệt tình à, hai cha con tự luyến y chang nhau. Ủa, bà Nga bà có nói lý do tại sao bà không đi chung với mình không vậy? Thì Nga nói là đi chung với anh người yêu hay gì đó, cho nên kêu mình tự túc tới đó đi xong rồi alo cho Nga. Bà có người yêu luôn hả? Thằng nào điên vậy ta? Trời, nói chuyện kỳ quá. Thôi đi đi em. Anh, khoan khoan. Gì? Trời ơi, cái gì đâu mà thắt cà vạt méo xẹo đem thắt lại cho. Ủa thế nó thẳng mà ta. Thẳng đâu mà thẳng, cái này phải nhét vô trong. Ủa bình thường mặc đồ rộng quen rồi, hôm nay mặc khâm lê khó chịu quá. Đó, vậy mới thẳng nè. Thẳng hả? Đẹp rồi đó. Buông ra. Ai nắm không đâu buông. Người duy nhất được cái đặc quyền do Hà thắt cà vạt chỉ có mình tôi thôi. Những người ngoài phạm vi làm ơn tránh ra cái, đừng đứng gần quá. Gì vậy cha? Nóng quá bị sản rồi hả? Ông nói điên nó khùng gì vậy em? Tôi nói vậy đó, sao? Thank you.
tới. Ngồi xuống đi. Dạ. Bữa nay có chơi xả láng đi. Tí nữa hết chỗ này anh dẫn tụi mày đi tầng 2, tầng 3. Tiện hơn ở đây nhiều. Mà tiếc thiệt, biết trước ông màu ông dễ dụ vậy. Tao lấy nhiều hơn chứ không phải nhiêu đây đâu. Anh công nhận kèo này thơm nữa đây ca. Mình búng tay một cái là mình ăn được cả hai đồng lương. Vừa bên ông màu ông đền cho mình mà mình còn vừa ăn được tiền của ông chủ mua nữa. Trời ơi tuyệt vời, lại cả hết sỉ. Từ lúc mà ông màu ông tìm ở đây á, tao biết trước thế nào lão Thành cũng tìm đến tao thôi. Mấy cái tiệm mới mở gần đây nè đều bị lão già nó chơi chiêu hết. Mà lần này ổng chơi tới cái vụ mà Vu Oan ngộ độc thực phẩm, ông già đã đúng ác hết sảy mà. Em thấy tiếc thiệt, bánh mì ông Màu ngon cực kỳ, còn bánh mì ông Thành á dở kinh khủng, cho em cũng không thèm ăn nữa. Thôi vì cái cơm manh áo mình vô cái gì đi ca. Vô. Ôi thằng nào vậy? Tao nè. Mày đi vô đây. Dạ vô liền. Quay đây. Nè nè nè, tụi bay có phải là con người không vậy? Người ta lớn tuổi rồi, mở tiệm kinh doanh bánh mì, làm ăn buôn bán đàng hoàng mà tụi bay cũng phá là sao? Trả về cho tao. Mày trả vậy tao không? Mày trả đây. Tao tưởng là ai, hóa ra là thằng nhân viên quèn như mày. Bộ ông già đó là cha của mày hả? Sao mày bên ông dữ vậy? Ừ, ổng là cha tao đó. Tụi bay, hàng nào đụng tới ổng tao chơi khô máu luôn á. Rồi bây giờ tao đụng tới ổng đó, mày làm gì tao? Mày con à. Mày đúng gì? Đúng gì? Mày tức tao hả? Nè nè, tao nói tụi bay biết, tao có vợ đó nha. Tao có vợ đó, đừng giận tao nha. Trời. Ôi trời ơi đại ca ơi. Trời ơi, đại ca có đã ngứa không đại ca? Quay. Đau mày, có đau hả? Quay bay. Đau quá mày. Tụi mày đứng đó làm gì? Quay. Mày bà cho tao. Tao nói tao có vợ. Tao nói là tao có vợ nghe không? Ây da. Ôi ca. Tao nói là cứu tôi với. Trời ơi, cứu tôi với. Chị quấn mạnh tay yếu điên đi. Anh Phát. Ủa anh đi đâu mà em gọi sáng giờ không thấy, nhắn tin cũng không trả lời. Anh đi mua đồ cho tiệm, không có để ý tin nhắn, không có điện thoại. Mua đồ gì rồi, đồ đâu? Chắc anh quên rồi, để anh đi lấy liền. Nè. Chết rồi, anh bỏ ra em coi coi. Bỏ cái tay ra. Trời ơi, mà chết rồi, sao vậy nè? Anh chạy xe không cẩn thận, bị té xe thôi. Xạo nè, anh bị người ta đánh đúng không? Trời ơi, chết rồi, ai mà làm cái gì mà bị người ta đánh nó nông nổi này vậy? Đi vô tiệm đi em, đi. Em đợi anh chưa? Được, anh đi được. Đi đâu mà để người ta đánh dữ vậy nè, không biết nữa à. Em nhẹ nhẹ tay xíu được không? Cô, nhẹ thôi. Em gì? Anh đó, ra đường mà đặt dọc người ta chi rồi để người ta quýnh cho bầm dọc vậy nè. Là tôi thấy người ta trước mắt, tôi nhào vô tôi quýnh người ta trước. Tôi gì, ngứa mắt gì rồi mất công đây, tôi phải ngồi tôi chăm sóc anh nè. Bực bội muốn chết rồi. Có phải mấy cái thằng con đồ tới quán mình hôm trước không Phát? Dạ đúng rồi đó chú. Bây giờ đó, con đã biết được thủ phạm hại tiệm mình là ai rồi. Là cái tiệm bánh mì đối thủ hôm trước á, ngay từ bên đường này chú. Biết ngay mà, thế nào cũng có người giở trò à. Sao lúc đánh mày không kêu tao, còn lại tao xử nó cho. Thôi, tụi bay bình tĩnh đi. Đụng với cái tụi côn đồ này nè, đừng có dùng vũ lực với nó, nguy hiểm dữ lắm, biết không? Mà thằng Phát, có cần đi bệnh viện không? Dạ thôi, không cần đâu chú. Bây giờ mình biết thủ phạm là ai rồi, không phải là người nhà, lại là đối thủ lần trước nữa. Mình chơi cho tới,
Trời tới bến luôn chú. Sợ gì tụi nó. Nhưng mà thủ phạm lần này đó đúng là ngoài dự kiến, nhưng cũng không khó giải quyết đâu. Lần này đó con cứu quán mình một bàn thua trông thấy đó á. Ồ, cứu bàn thua trông thấy luôn á. Giỏi lắm mày. Mà nè, sao anh gan quá vậy? Tụi nó là dân giang hồ á, mà sao anh dám động tay động chân tụi nó vậy? Nhiều khi á, tụi nó có dao luôn đó. Tại vì lúc đó nó đụng chạm tới chú Màu, anh có suy nghĩ được dẹp gì. Lúc đó tôi thấy tụi nó xúc phạm chú Màu, mà từ hồi lên Sài Gòn tới giờ á, tôi quý, tôi thương chú Màu như cha của mình vậy đó. Đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai á, đụng chạm tới chú Màu, mà còn đụng chạm tới cái tiệm nữa. Mà cái tiệm bánh mì á, là tâm huyết của chú Màu. Thì sao không tức, nghĩ sao không nhào vô đó mà tả xung hữu đột với tụi nó. Hay gì chứ anh là cũng chơi tới bến tụi nó luôn á. Nhưng mà chú không có sao đâu, không có phải gặp khó khăn chút xíu mà dễ dàng làm cho chú phải bỏ cuộc đâu. Đúng rồi, ba của em là như vậy đó. Bữa nay cô thay đổi phong cách hả? Tại vì anh nói là bình thường tôi mặc đồ giống sinh viên quá, hôm nay thay đổi vậy có chuyên nghiệp hơn chưa? So với tiêu chuẩn vẫn còn kém xa, nhưng mà khác với ngày thường là tốt lắm rồi. Có tốt là được rồi. Với lại đôi giày này là do anh Tùng tặng tôi nhân dịp chuyển công việc mới, nhìn cũng hay hay, thấy cao ghê ha. Quy định của công ty là không được mang guốc cái kiểu này. Có quy định này nữa hả? Có. Ồ, sao tôi không biết. Vậy thôi, bữa nay tôi lỡ mang rồi, ngày mai tôi đổi đôi khác nha. Không được, quy định là quy định, không được mang một giây đồng phút nào nữa hết. Sao mà anh vô lý dữ vậy? Tôi mang có mỗi một đôi à. Bây giờ không cho mang cái này tôi biết mang cái gì giờ? Thì cô ra ngoài trước đi, để tôi suy nghĩ rồi tôi sẽ báo cho cô. Vậy tôi để hồ sơ ở đây nha. Coi đi. Cũng đâu có gì khác mấy đôi giày của tôi đâu. Sao không khác? Khác nhãn hiệu, khác gót giày, khác đủ thứ gì nó không khác là sao? Thì khác. Rồi, sếp nói là không bao giờ được cãi lời sếp, nhớ. Nhưng mà thí dụ mua thì mua một đôi thôi, anh mua một chi mà tới 2-3 đôi vậy lận. Bây giờ sao? Tính đi với sếp gặp đối tác, mang một đôi vậy thôi hả? Phải có nhiều đôi thay đổi chứ. Thì ý là mua một đôi vậy thôi đã tốn kém rồi, đằng này mua tới mấy đôi vậy, rồi tôi nhận tôi thấy áy náy lắm. Không cần phải áy náy, trừ giận cho tiền lương của cô. Hả? Chứ nghĩ sao? Nghĩ tôi mua tặng cô hả? Nhưng muốn ăn mì hả? Quay. Tôi đề nghị anh đứng ra thanh minh cái vụ ngộ độc bánh mì nha. Mình cạnh tranh nhau công bằng, anh không tự tin là chiến thắng thôi, cho nên chơi cái trò ném đá dấu tay, đúng không? Ông nói cái gì tôi không hiểu. Hai người đi chỗ khác đi, để cho tôi buôn bán. À, vậy là không chịu thanh minh phải không? Phát. Nè, ông coi đi, mấy cái thằng giang hồ mà ông thuê nó quýnh tôi ra, ông nổi như vậy nè. Tao biết khi mà ông mở tiệm thế nào, lão già thành nó cũng tìm tới tao thôi. Mấy cái tiệm gần đây á,
hầu như mà mới mở đều bị ổng chơi chiêu hết. Mà lần này lão chơi tới Du Quan ngộ độc thực phẩm, đúng là ác hết sĩ mà. Gì? Tin giật điện thoại phi tăng chứng cứ hả? Nè, tôi nói cho ông biết, sau cái trận đòn đó là ha, là tôi chép ra mười mấy clip rồi kìa. Thích không? Tôi bắn luôn túi trong clip này luôn á. Thì sao? Biết đâu mấy người thuê người ta quay phim để tống tiền tôi sao? Tôi nói cho ông biết nha, tôi thấy cái thằng giang hồ mà ông thuê á, nó bước ra trong tiệm này nè, bây giờ còn chối nữa. Ông thích cái gì? Ông muốn cái gì? Muốn không? Muốn không? Thôi con, ông anh á còn kém đối thủ trên thương trường với tôi nhiều lắm. Hiện tại bây giờ đó, ông anh có hai lựa chọn. Một đó là thú nhận tội lỗi của mình, còn hai đó là tôi giao cái clip này cho công an. Bên an toàn thực phẩm người ta còn giữ hồ sơ đó, người ta triệu tập những cái người ngộ độc lại để người ta lấy xét nghiệm thử con có phải là bị ngộ độc bánh mì hay không. Một khi mà tôi nộp hồ sơ tôi kiện ngược lại đó thì nó không còn là cái án dân sự nữa mà trở thành là cái án hình sự đó. Ông đừng có hù tôi. Ông làm hình sự cái gì? Hù chú Mào, tôi gảnh hù ông lắm. Tôi nói ông nghe nè, cạnh tranh thì cạnh tranh cho công bằng, nhưng mà ông chơi cái cú này á ảnh hưởng chú Mào tôi là một, thứ hai là sức khỏe của người ăn nữa, nghe chưa? Nè, cái tội này nè nhẹ nhẹ nha, hành hung người nè rồi hại người khác nè, không có chủ mưu hả? Là tệ cũng phải 3 năm bốc lịch đó. Hình như ông anh á không có ý định tự thú phải không? Bây giờ tôi hết cách rồi, bây giờ phải đi báo công an thôi. Đi chú Mào, phường gần đây lắm. Khoan, đừng. Tôi tự thú, nhưng mà đừng có báo công an, miễn tôi đừng có ở tù là được rồi. Vậy là ông chịu nhận rồi phải không? Vậy ông phải đứng ra thanh minh cái vụ bánh mì cho tôi nha. Tôi đồng ý. Ngoài cái việc thanh minh á, phải đền tôi 300 ngàn tiền thuốc nữa đó. Vậy nha. Dạ chú. Quang ơi, em đọc báo cáo giá cổ phiếu hôm nay chưa? Lại giảm thêm 2% so với hôm qua rồi. Anh nghĩ tình hình thực tế sẽ còn tệ hơn dự đoán của anh em mình nghĩ nữa. Em cũng muốn gặp anh để thương lượng giải pháp đây. Mình không thể nào chờ ba giải quyết vấn đề bên đó được, mình phải can thiệp trước. Bây giờ tạm thời anh cứ cho gửi những bài báo đăng những tin nội dung xấu xuống trước. Anh đăng những cái tin mới nhằm đánh lạc hướng dư luận. Nhưng mà em ơi, em phải biết đây là giải pháp nguội thôi. Bây giờ tin tức đã lan truyền khắp mạng xã hội rồi. Anh nghĩ chuyện này không đơn giản như lần trước đâu. Có rất nhiều người đang muốn lợi dụng sơ sót của bà để kéo công ty Minh Quang của mình xuống đó. Tạm thời mình hòa quản vậy đi. Em hãy cho họp với cổ đông tìm phương thức giải quyết. Em cứ bình tĩnh nha. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cùng em xử lý. Mình là anh em mà, phải không? Em biết rồi. Anh đi làm việc nha. Ba, cái chuyện ngộ độc thực phẩm giải quyết tới đâu rồi ba? Nhân viên của ba bắt được thủ phạm và bắt ông ta phải làm việc với Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm rồi. Đồng thời ông ta đã đăng bài thanh minh và xin lỗi rồi. Nhưng phải chờ thời gian để cho mọi chuyện nó lắng xuống. Cái này con cảm thấy cái tiệm bánh mì của ba gây ảnh hưởng tới công ty mà gấp 100 ngàn lần doanh thu của tiệm nữa. Chuyện tới nước này rồi, ba tính cố chấp làm tới bao giờ hả ba? Con bình tĩnh lại đi. Kinh doanh mà, khó tránh khỏi cái chuyện đấu đá. Nhất là mới bắt đầu mình xâm nhập vô thị trường, ba đã tìm cách giải quyết rồi, con đừng có lo. Con thật sự không hiểu. Cái chuyện cổ phiếu công ty giảm sút mạnh mấy ngày nay, đâu phải ba không có biết. Con với anh Cường vất vả cỡ nào để mà trấn an cổ đông. Công ty cũng là sự nghiệp gây dựng cả đời của ba mà, ba không quan tâm nó hả ba? Ba không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Một khi đã đặt mục tiêu phải phấn đấu cho tới cùng. Ủa tại sao trước giờ đó ba luôn luôn ủng hộ con? Mặc dù con sai, ba luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Ủa rồi sao bây giờ con luôn luôn bắt bẻ tìm cách để cho ba phải bỏ cuộc là sao? Con xin lỗi ba, nhưng ngay cả ba cũng không cam đoan được những chuyện việc như vậy có tiếp diễn hay không. Con chỉ sợ ba thất bại thôi, lúc đó ba hối hận cũng không kịp. Con đang cố gắng làm mọi cách để bảo vệ sự nghiệp gây dựng cả đời của ba. Lỗi tại ba, ba đã dạy con quá nhiều bài học kinh doanh, nhưng mà ba quên dạy con cái lòng đam mê.
Đối với ba, đó là đam mê, nhưng đối với con, đó là sự cố chấp. Ba tin chắc là những cố gắng của ba không bao giờ vô nghĩa. Có một ngày con sẽ hiểu được ba, rồi con sẽ ủng hộ ba. Được rồi, nếu ba nói vậy thì thôi, con sẽ không nói nữa. Nhưng con hy vọng từ đây tới ngày đó, tiệm bánh mì của ba sẽ không gây ảnh hưởng tới công ty. Và con cũng mong ba đừng để mọi người trong nhà phải lo lắng sức khỏe của ba nữa. Con xin phép ba, con về phòng. Chúc mừng anh yêu vì đã mua thật là nhiều cổ phiếu giá rẻ nha. Thì cũng ăn may nhờ tiệm bánh mì của ba vợ bị ngộ độc thôi. Anh vừa nói gì? Ba vợ của ai? Anh không nói lại là em giận á. Ba Quỳnh, được chưa? Anh, em cầu cho cái tiệm bánh mì đó dính phốt liên tục, để cho anh mua thật là nhiều cổ phiếu, và đặc biệt thâu tóm được cả công ty. Và sau đó nữa là anh sẽ chia tay chị ta và đến với em. Chắc chắn rồi, chờ anh nha. Vì tương lai của hai đứa mình, cho nên là em bớt gặp riêng lại một chút, và bớt nhắn tin nhõng nhẽo anh nha. Tiếc rồi, tại người ta yêu anh, nhớ anh quá chứ bộ. Trời đất ơi, mua cho thằng nhỏ mà có tâm ghê ha. Quá trời ớt luôn nè, sao thằng nhỏ nó ăn được. Bây giờ vậy đi, cái nào Ken ăn được á thì Ken ăn, còn cái nào có ớt nè, cô ăn đi. Rõ ràng là muốn mua đồ ăn cho mình, nhưng mà không dám thừa nhận. Phải lo cho mình, phải quan tâm tới mình thì mới mua, đúng không? Khùng 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 ghê á. Tự nhiên nghĩ tên ta làm gì vậy? Nhưng mà... Buông ra! Ai nắm ông đâu buông? Người duy nhất được cái đặc quyền do Hà Thác Ra Vách chỉ có mình tôi thôi. Những người ngoài phạm vi làm ơn tránh ra cái, đừng đứng gần quá. Không lẽ anh ghen gì mình hả? Phải không? Toàn nghĩ tào lao không à? Không phải đâu, không ghen gì ở đây đó, không quen không biết gì đâu. Ghé đi, đi. Đã nói là không nghĩ nữa nha. Không được nghĩ, không được nghĩ, không được nghĩ nữa. Kẻ đang làm gì á? Có nhớ chú Quang không? Kẻ nhớ nhiều lắm. Chừng nào chú mới qua trưởng đi chơi à? Nó có chú Quang không ạ? Đối với con thì chú Quang mới lạ. Chứ mày gặp chú Quang mỗi ngày phát ngán lên được rồi. Con nói chuyện với chú Quang đi. Dạ. Trời ơi, nói chú vậy luôn hả? Buồn quá buồn. Bởi vậy chỉ có Ken về phe chú thôi. Bữa rảnh rỗi á, chú Quang sắp xếp công việc, đưa Ken đi chơi bù nha. Chú nói thiệt nha chú. Yeah, được đi chơi anh Ken. Hà ơi, dạ anh chơi chú Tùng. Ê, hey, chào con. Ken. Con nghiêng máy qua kia cho chú coi. Trời ơi, qua chơi được rồi anh mua chi cho tốn kém vậy? Ủa em á, lo làm không lo tẩm bổ sức khỏe gì chân, mua qua đây cho em tẩm bổ nè. Vậy ở lại ăn cơm với em với bé Ken luôn nha. Rồi có nhiều đó rồi, dĩ nhiên phải ở lại ăn cơm rồi nè. Nói chuyện thân thiết quá ha, như chỗ không người vậy đó. Ken, con đưa máy cho mẹ, chú Quang muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, chú Quang muốn nói chuyện. Ờ, cảm ơn con. Lấy giấy viết ra, tôi có chuyện quan trọng muốn giao cho cô nè. Cái gì? Bây giờ luôn hả? Nhưng mà tôi đang có khách mà. Ê bạn, có tự trọng không? Nghe người ta nói không? Nhà ta đang có khách đó. Làm gì tự nhiên cái giờ này bắt làm việc? Làm sếp lớn lắm hả? Bộ ông nội người ta sao kêu cái phải có mặt liền vậy? Cô biết tính chất quan trọng của công việc không hả? Hả? Quan trọng cỡ nào? Quan trọng cỡ nào nói nghe chơi. Thôi thôi thôi, đừng giỡn ha. Cái này quan trọng thiệt, công việc mà. Dạ yeah. Ok, công việc nha, tôi nhường cho làm việc đó. Bây giờ anh vô trong đó nấu cơm xong rồi trái cây, lát mời gia đình mình ăn cơm chung với nhau nha. Ê, làm gì làm lẹ nha bạn, tôi nấu cơm xong ra là phải xong đó nha.
Kẹt, cho con cơm của chú con. Dạ. Đi. Dạo gần đây tôi thấy nhiều bài báo thanh minh về chuyện tiệm bánh mì. Dư luận cũng không có gay gắt nữa. Cái bộ là giải quyết ổn thỏa rồi hả? Mấy cái chuyện nhỏ vậy giải quyết không ổn thỏa. Làm sao ngồi vô cái ghế CEO? Dạ, sếp giỏi lắm, sếp xuất sắc, xuất chúng luôn. Không ai bằng sếp đâu. Mà nói nghe nè, sao cái người đó cứ qua đó hoài vậy? Tính là ăn cơm hả? Bộ nhà anh ta không có cơm ăn hả? Quan chức hả? Ủa? Trời, bất ngờ ghê luôn á. Sếp bận trăm công ngàn việc mà còn rảnh rỗi mà quan tâm đến đời tư nhân viên nữa hả? Vậy mai mốt anh ấy cần tôi báo cáo luôn là thứ bảy chủ nhật tôi làm gì với ai, ở đâu, ăn món gì, bận đồ gì luôn không? Nói luôn cho người ta biết đi em, có gì đâu phải giấu. Nè, nói cho bạn biết nha. Thứ bảy chủ nhật hay bất cứ ngày nào, bất cứ giờ nào, chỉ có một mình tôi có mặt ở nhà này thôi. Tại vì sao? Tôi là khách quý của nhà này mà. Làm việc xong chưa? Làm việc xong chưa? Bây giờ trả người ta lại cho gia đình ta ăn cơm hạnh phúc được không nè? Cô nghiêm túc đi. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đó. Ủa, anh đang nói chuyện nghiêm túc mà. Cha anh làm sao vậy ta? Thôi thôi, chắc là bữa nay anh về đi. Em phải làm việc rồi. Cái này quan trọng lắm. Quan trọng lắm hả? Ok, thôi em làm việc đi nha. Anh ra trước cửa uống cà phê anh đợi. Khi nào em làm việc xong em hú cái anh chạy vô đây liền nha. Ê, tôi đang trước á, tôi đợi uống cà phê chứ tôi không có về đâu nha bạn. Rồi sao? Công chuyện gì anh nói đi. Anh ta không chịu về, còn ngồi uống cà phê chờ nữa hả? Anh chọc anh đó. Chứ ở trước nhà tôi làm gì có quán cà phê nào. Về rồi. Giờ sao, việc gì nè? Chuyện của tôi là không có gì quan trọng hết. Tôi dặn dò cô cho Ken ăn uống đúng giờ. Giờ cô cũng nghỉ ngơi đi, có sức khỏe để mai lên công ty còn làm việc. Rõ chưa? Trời, giỡn với mình hay sao trời? Người mà kỳ cục, thất thường. Đi tới hả? Ủa, mọi người đâu hết rồi à? Mọi người ngủ trưa hết rồi, còn mình anh Trực à? Rồi còn đau không? Trời, mấy cái này nhầm nhò đau đớn gì đâu. Thì có hả? Xạo không à? Coi xàm xàm vậy chứ mà cũng anh hùng quá hiên. Anh đúng là người hùng á. Trời ơi, bị quýnh gần chết mà anh hùng rồi người hùng của ai trời? Thì là người hùng ở trong lòng em nè. Ủa, Quyên tới nào con? Con thưa ba. Trời ơi, cái trời ơi, cái anh này. Cái gì? Anh nói nha, tôi bán hiện nha. Anh cố tình anh chép thêm tôi nói trong mặt anh để cho cái vết bầm này nó lan ra đúng không? Đó ba tôi thương anh đúng không? Trời ơi, anh gian dối quá nha. Ôi, chú mới thức hả chú? Tao có ngủ đâu thức. Chú không ngủ chưa? Cả đời mày có thấy tao ngủ chưa đâu. Nghe lục cục ngoài này ra coi có mèo chuột gì lên ăn bánh mì không? Cô á, đang trưa, tới quán chơi thì im lặng thôi. Gian giờ trưa mọi người trong tiệm đang nghỉ ngơi mà cũng sùm. Anh đó, nghỉ trưa thì sắc dưa leo thì sắc nhẹ nhẹ thôi. Sắc ôm sùm làm ba tôi không ngủ được kìa. Xàm. Thôi, hiểu. Quyên ở chơi nha, ba răng sao làm nước sốt à? Ba hiểu gì ba? Báo cáo sếp, theo đúng kế hoạch thì đầu tháng tới chúng ta sẽ có buổi họp đầu tư. Chúng ta sẽ mời các nhà đầu tư, cơ quan báo chí và đặc biệt là khách hàng tiềm năng. Và ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng ta công bố bản vẽ cũng như là dự án resort cao cấp Sunnyland. Bạn chỉnh sửa tới đâu rồi? Dạ, 2 ngày nữa phòng thiết kế sẽ trình bản final cho sếp. Để tâm lai sớm luôn cho tôi. Tôi muốn 2 tuần nữa dự án sẽ được công bố. Kịp đâu. 2 tuần làm sao kịp sếp? Tháng sau là gấp lắm rồi sếp. Em, sao em muốn đẩy thời gian lên sớm vậy? Kế hoạch hiện tại của công ty rất xích sao rồi mà. Bên công ty Hoàng Ngọc Thịnh có dự án resort y chang chúng ta. Giữa tháng sau họ sẽ công bố. Tôi không muốn dự án chúng ta ra sau họ. Sếp à,
Em sợ các khâu khác chạy không kịp. Nội deadline là gấp lắm rồi đó sếp. Trong kinh doanh điều quan trọng nhất là gì? Là chúng ta phải nắm bắt được thời cơ. Tôi biết trong thời gian này sẽ rất là khó khăn. Tôi hy vọng mọi người cùng tôi nắm bắt thời cơ này. Team trợ lý cấp cao sẽ giúp chúng ta điều phối chuyện này. Cô Hà, cô quyết tâm không? Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Em sẽ kêu mọi người làm xong sớm rồi đưa bản kế hoạch lên cho sếp. Tôi tin team chúng ta sẽ thành công. Dạ sếp. Anh nói gì? Lấy bản thiết kế resort sắp tới hả? Thì phòng thiết kế cùng tầng với phòng em. Vì lại em có dấu vân tay ra vô cũng dễ. Mà nè, sắp tới anh định làm cái gì vậy? Đương nhiên là anh đưa cho công ty cũng đang chào đầu tư cùng đợt với mình rồi. Anh tin là Hoàng Ngọc Thịnh sẽ biết phải làm gì với nó. Anh nói nha, rất là mưu ma chút quỷ. Đó không phải là lý do em bị anh quyến rũ sao? Em mong cho kế hoạch này của anh sẽ thành công. Và sau đó công ty sụp đổ. Chúng ta sẽ công khai và không ai làm được gì mình cả. Ngày đó sẽ đến sớm thôi. Em ăn đi. Đồ ăn ngon ha. Tôi đã nói là phải đi ra ngoài cho nó thư thả. Bà không nghe tôi. Tôi biết rồi, mấy mốt sẽ thường xuyên đi ra ngoài đi ăn với bà. À, ủa anh Cường cũng đi ăn đây hả? Đây là... Dạ chào chị ạ, em là Linh, là nhân viên của anh Cường. Ngày hôm nay em với anh Cường có hẹn khách hàng ở đây. Khách hàng cũng vừa đi xong luôn á. Bộ chị Quỳnh đi ăn ở đây luôn hả? Không ngờ hai vợ chồng của mình á có chung sở thích ghê á. Đi ăn cũng lựa cùng điểm nữa. Đúng là sống chung với nhau rồi á, riết mình cũng thần giao cách cảm với anh ha. Nhà hàng là chỗ đối tác chọn thôi. Em với Lệ Thư đi ăn vui ha. Dạ vui. Lo anh phải cho em mượn chị Quỳnh một bữa nha. Dạ, em có việc cho nên là xin phép về trước ạ. Chào chị. Dạ, tôi xếp em về. Em với Thư chắc đi taxi tới hả? Thôi để anh đưa hai người về. May quá, họ phải đi taxi, được đi kéo phò mã với công chúa rồi. Anh có chắc là không cần phải đưa cô nhân viên đó của anh về? Em nói cái gì vậy? Nhân viên của anh là mong sớm tan ca để về với gia đình thôi. Thôi, để anh đưa hai người về ha. Đi. Đi em. Đi Thư. Cô đang làm gì vậy? Sếp ơi là sếp. Sếp mà cứ xuất hiện bất thình lình như vậy á, là đảm bảo với sếp mai mốt không có trợ lý nào mà làm việc nổi với sếp đâu. Tại sao phải giật mình vậy? Ủa, cái gì đây? Tôi giao cho cô quản lý tham lai các bên mà, đâu có bắt cô trực tiếp làm thay cho họ. Nhưng bây giờ tôi muốn giúp anh điều phối tất cả công việc thì tôi cũng phải hiểu rõ công việc từng khâu nó là như thế nào chứ. Thì mình phải đọc kỹ tài liệu để mình ghi chú lại nó tránh bị sai sót. Hôm mình đọc tên được rồi, về nghỉ đi. Ngày mai đi khảo sát thực địa cho tôi. Ủa, nhưng mà tại sao mà lịch trình thay đổi sành sạch à? Bây giờ sếp xoay tôi bắt đầu tôi chóng mặt luôn rồi đó. Điều thứ nhất, trong điều lệ làm trợ lý là gì? Là không được cãi sếp. Giỏi. Thay đổi sản xuất. Em à, chuyện lúc nãy ở nhà hàng tôi không quan tâm, anh không cần phải giải thích.
Ủa? Dạ. Sao bữa nay hai đứa đi chung với nhau vậy? Dạ, tụi con đi ăn chung một nhà hàng nên tụi con về chung với nhau. Ba mẹ ăn trưa chưa? Ăn rồi. Ba thấy con xanh xao quá, con bệnh hả? Dạ đâu có đâu, tại lâu ngày con mới đi với lại mấy người bạn của con, nó kéo con đi khắp nơi hết nên con hơi mệt thôi. Cô đang toan tính điều gì trong đầu vậy? Vậy thôi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, con xin phép ba mẹ. Dạ, xin phép ba mẹ. Tôi thấy hai đứa này hình như nó có chuyện gì bà. Em ổn không? Hôm nay em sao vậy? Anh mở cửa cho em vô nghỉ ngơi. Em à, thật ra thì em muốn nghỉ ngơi sớm. Dám qua lại với chồng tôi, muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác hả? Quỳnh, cái người trong hình đúng là em, nhưng mà không phải như chị nghĩ đâu. Em có nhờ anh Cường xem hồ sơ và xem file trên máy vi tính. Em nghĩ chắc chắn là ai đó đã chụp hình lại và gửi cho chị. Hồ sơ nãy em đưa cho anh Cường kiểm tra vẫn còn đây, chị coi đi. Quỳnh à, em bình tĩnh lại đi. Nếu như bây giờ anh có ý làm cái chuyện này thì làm sao anh dám làm ở trong công ty? Là như vậy chẳng khác nào giật áo cho người xem lưng sao? Em đa nghi quá rồi đó. Đừng có coi tôi là con rối rồi dở trò trước mặt tôi. Quỳnh à, anh nghĩ coi, có ai mà rảnh rỗi đâu sắp đặt máy chụp hình ở trong đây mà chụp hình hai người. Còn nữa, Quỳnh, lập một cái nick giả rồi gửi hình vào cho tôi. Quỳnh, em bình tĩnh lại đi. Em đang rất là bình tĩnh. Em bình tĩnh lại đi. Thôi có gì mình về nhà mình nói chuyện nha em. Ở đây là công ty, đừng có lớn tiếng nha. Em nhìn anh nè, anh không có làm, em tin anh chưa? Không lẽ bây giờ anh đi giải thích cái chuyện anh không làm sao? Tình cảm của vợ chồng chị sẽ luôn luôn bền chặt. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra hay bất kỳ ai cũng không thể nào xen vào phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng chị được. Chị tin chắc là chồng chị có chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ bỏ rơi chị. Đúng không anh? Đúng chứ. Anh với Quỳnh chỉ là nghĩa vợ chồng thôi, mà anh cũng không còn cảm xúc với Quỳnh nữa. Thôi, đến đi. Anh Cường! Anh mới giờ nói cái gì vậy? Dạ chị, chị hiểu lầm rồi, anh không nói gì hết á. Bỏ em đi! Không biết cái gì mà nói chứ! Quỳnh! Bình tĩnh lại, đi về. Đi về, đi về nghe nói nè, đi về. Tôi biết rồi, mai mốt sẽ thường xuyên đi ra ngoài để ăn với bà. Hả? Ủa anh Cường cũng đi ăn đây hả? Đây là... Dạ chào chị ạ, em là Linh, là nhân viên của anh Cường. Ngày hôm nay em với anh Cường có hẹn khách hàng ở đây. Khách hàng cũng vừa đi xong luôn á. Ủa chị Quỳnh đi ăn ở đây luôn hả? Không ngờ hai vợ chồng của mình á có chung sở thích ghê á. Đi ăn cũng lựa cùng điểm nữa. Đúng là sống chung với nhau rồi á, riết mình cũng thần giao cách cảm với anh ha. Anh ấy liệu có xứng đáng để mình nhẫn nhịn chịu đựng đau khổ hay không? Chuyện tình yêu đôi lúc không biết ta đang làm gì, chẳng biết ta đang cần gì, chỉ biết cứ yêu và yêu. Chuyện tình yêu đôi lúc là lý do ta tồn tại, chẳng lo chẳng nghĩ về ngày mai, chỉ cần ta có nhau hôm nay. Vô đi. Dạ, em chào anh. Em gửi.
Tình hình sao rồi em? Dạ, Kiên đang đẩy nhanh tốc độ làm việc để có thể hoàn thành bản thiết kế một cách sớm nhất. Vậy dự kiến khi nào mình có bản vẽ của dự án? Kiên có báo với em là tối nay sẽ tăng ca để hoàn thành ngay trong đêm. Vậy thì bây giờ em chủ động đi. Về, chuẩn bị dự án tài liệu trước đi. Dạ vâng, em hiểu rồi. Ngày mai, anh sẽ cùng Hà đi khảo sát địa hình dự án. Sau đó chúng ta về sẽ họp, mình tổng kết các vấn đề, mình chốt luôn. Rồi sau đó đi gặp BL sớm nhất có thể. Đối với anh, đây là dự án quan trọng và có độ tin cậy cao, nên anh không muốn bất kỳ thông tin nào lộ ra ngoài, hiểu chưa? Dạ vâng, em sẽ báo mọi người. Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép về phòng làm việc. Ủa, sao bữa nay ông không ra tiệm ta? Có khi nào vụ vừa rồi làm ổng nản nên bỏ cuộc rồi không? Ủa, bữa nay bà không đi đâu chơi hả? Làm sao mà đi được? Lâu lắm mới có cơ hội thông thả uống trà đàm đạo với ông vậy mà. Ủa, ông nghỉ bán bánh mì luôn rồi hả? Bữa nay tôi thấy trong người không khỏe, tính nghỉ vài bữa để mấy nhỏ nó bán. Ông tính coi được á thì để lại cho tụi nhỏ làm rồi nghỉ hẳn luôn cũng được nữa. Ở nhà quây quần với gia đình có phải vui hơn không? Lát nữa tôi nói dì Tư làm gà tìm thuốc bắc cho ông bồi bổ nghe. À, hay là ông đang rảnh vậy nè, tôi với ông đi du lịch nghỉ ngơi đâu đó vài bữa đi, được không? Nhưng mà... Ba, mẹ nó đúng rồi đó ba. Trời ơi, còn nhấn nhĩ gì nữa. Nè, lâu lắm rồi á, ba với mẹ đâu có đi du lịch với nhau đâu. Mấy lần trước hỏi lần nào lên kế hoạch xong rồi cũng bận này bận nọ kia rồi hoãn không à. Nên là lần này á, ba với mẹ nhất định phải sắp xếp một chuyến du lịch đi. Nhưng mà ba còn nhiều chuyện phải giải quyết nữa. Trời ơi, chuyện giải quyết cái gì nữa. Ba đã dành mấy chục năm giải quyết công chuyện rồi. Bây giờ bỏ chút xíu thời gian để đưa mẹ đi du lịch không được sao? Lần này mà ông không chịu đi nữa là tôi giận thiệt cho mà coi nè. Quyên, con cứ đặt tour cho mẹ đi. Ba con không đi thì mẹ đi một mình. Dạ mẹ yêu, mẹ không cần phải quan tâm đâu. Con sẽ đặt cho ba mẹ một cái tour thượng hạng luôn. Sẽ có xe đến tận nơi đưa rước ba mẹ, chỉ cần xách hành lý và đi thôi. Cả thế giới còn lại để tôi Quyên lo. Ba mà không đi là biết rồi nha. Để từ từ ba tính coi sao. Tiệm bánh mì mới bị phết ngộ độc, cũng mới thanh minh xong đây, khách ta chưa có tới đông nữa. Để từ từ ba tính coi sao cái đã. Thôi Quyên, không cần phải năn nỉ nữa. Ba con không muốn đi thì kệ ổng chứ biết làm sao giờ. Với ba con bây giờ á, tiệm bánh mì còn quý hơn mẹ nữa mà. Ai đó không đi thì tôi đi một mình. Chứ đi chơi mà gượng ép thì cũng đâu có vui vẻ gì đâu. Bây giờ người ta bận biểu yêu thương cái tiệm bánh mì của người ta hơn mình rồi. Tôi nói từ từ tôi tính, chứ tôi có nói không đi đâu bà giận. Ông coi giờ mấy giờ rồi mà ông còn đòi từ từ tính nữa. Lâu lắm rồi bữa nay tôi mới thấy bà giận nha. Bà giận á, bà nói cái giọng nghe dễ thương lắm. Chứ một lần mỗi lần bà giận tôi không dám nhìn mặt bà luôn á. Ông này, trời đất ơi, bà mặc mấy bộ đồ đó đẹp á, mặc y vậy cho tôi nha. Ông chỉ được cái giỏi nịnh thôi à. Tôi nói thiệt, cái nịnh đâu mà nịnh. Ủa, mà mai đi sớm rồi, sao ông không lo chuẩn bị đồ đạc đi, còn ngồi đó ghi chép hoài vậy? Tôi có gì đâu chuẩn bị, có mấy bộ đồ xếp bỏ vali xong, ghi mấy chữ, dặn cho mấy đứa nhỏ ngoài tiệm nó biết đường nó làm trong lúc tôi đi vắng. Nói đi du lịch nghỉ ngơi mà lo công việc như vậy thì thôi khỏi đi cho rồi. Bà có cần tôi giúp gì không? Dẫn hoài. Trời ơi là trời. Bà mà mặc cái đầm này vô một cái đó nha, chắc tôi xỉu luôn quá. Bà mặc nó này hợp nè. Bà có chuẩn bị ba cái kem chống nắng gì chưa? Để tôi lấy cho. Cái này phải kem chống nắng không? Ừ. Để tôi lấy nón cho ha. Tôi chuẩn bị rồi, lấy nón cho bà. Tôi tưởng đâu là ông chỉ biết lo công việc của ông thôi chứ.
Nè, đổ tôi nè, xếp giùm luôn mấy cái áo thôi. Mới chuẩn bị nón cho bà nè, đổ cho cái coi. Ông nội ơi là trời, một cặp luôn y như tiên đồng ngọc nữ. Lấy máy chụp hình cho tôi, bà tự xử cái coi. Thôi, à? Đưa nón đây. Thiệt tình, đưa đây tôi cất vô, nửa đêm rồi còn đổi nón. Con nó thấy được nó cười cho đó. Chú Mào nói chú Mào sẽ đi vắng vài hôm á, giao cửa tiệm này cho ba anh em mình á. Giao cái gì? Ế muốn chết, có khách đâu. Bán mấy ổ là anh em mình mua ăn không á. Ế là do cô á. Yên đi để tôi tập trung tôi suy nghĩ chiến lược. Không được, không lẽ mình cứ ngồi yên mà chờ khách ha. Mình phải đi tìm khách. Tìm ở đâu? Em tính vậy nè, không ấy mình cầm cái menu của quán đi tiếp thị khách hàng. Bên cạnh đó mình có cái vũ điệu hot trend mà, mình vừa múa vừa bán bánh mì, em không tin là không bán được với khách hàng. Em ủng hộ anh, em sẽ đi với anh. Không được, em là con gái mà, ở nhà coi tiệm đi, đi trời nắng nôi cực lắm. Thôi giờ vậy. Nào không bắt em ở nhà hết trơn. Thôi giờ vậy, chú Mào không có ở đây để anh quyết. Ngày mai mình đi, mai em đi với Tinh ở nhà coi quán. Ủa anh làm gì? Anh đi với em. Ờ rồi chốt vậy. Ờ yếu quá, lúc nào cuối cùng em cũng ở nhà em coi quán mà. Yên để anh tập trung suy nghĩ. Nè, ở nhà coi tiệm á là phải cười tươi lên chứ, mặt mày ủ rũ như vậy á ế còn thêm ế á. Vừa lần anh chưa cất luôn đi, không có khách luôn á. Hai đứa này không suy nghĩ được. Anh Cường à, sao anh còn ở đây? À, anh em làm trễ quá hả? Dạ. Anh thấy phòng em sáng đèn nè, cái anh vô anh coi thử. Em giờ này chưa về nữa hả? Bữa nay em tăng ca để ráng làm xong cái bản thiết kế. Rồi em làm xong chưa? Dạ làm xong rồi, bây giờ chỉ cần đại xuất file rồi em gửi cho anh Quang. Ừ thôi tranh thủ ha, anh về trước. Dạ.